Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Xin được mời quý vị và các bạn đến với một câu chuyện hay của tác giả Anh Bảy, câu chuyện Cô Ba Chết Trẻ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Làng Hải Phong đầu năm 1998, nghe tin sắp tới sẽ có đường dây điện nối về, mọi người đều tỏ ra mừng rỡ lắm. Từ sáng sớm cho đến bây giờ, khi thấy chiếc xe của hợp tác xã điện lực từ trên huyện chạy về làng để khảo sát vị trí đặt đường dây, đã có cả chục người ra đứng, vừa dòm ngó vừa chỉ trỏ. Đơn cử trong số đó là bà Hương cùng với đứa con gái của mình. Hai người gánh hai cái thúng rau ra chợ bán từ sớm. Nhưng tính tới bây giờ, mặt trời đã lên cao mà cả rau và người vẫn cứ dậm chân tại chỗ ở ngay phía đầu làng. Mẹ ơi! Người con gái của bà Hương hỏi với một giọng tò mò. Mẹ nghĩ điện kéo về rồi á? Thì có tốn nhiều tiền điện không hả mẹ? Cái này tao cũng không có biết. Nhưng mà mỗi lần tao với bố mày đi lên thị xã đó, nhà nào cũng có đèn đóm trông thích mắt lắm. Rồi nó sáng sáng như là ban ngày vậy đó. Chẳng có cái loại đèn dầu nào có thể sánh được đâu. Mà bố của mày á, đâu chỉ có muốn điện đóm về để sinh hoạt bình thường đâu con. Mày còn nhớ phía Dượng Tư ở nhà ngoại của mày không? Thôn của Dượng ấy cũng được người ta kéo điện về từ hơn nửa năm trước. Nó đem lại nhiều cơ hội làm việc lắm. Dượng mày đầu tư một dàn á, rồi khuôn luôn cả xây kho mở cái nhà máy làm đá viên. Ngày nào thu nhập ít nhất cũng gần 100.000 đó. Từ lúc đó cho đến nay á, gần như thu hồi lại vốn rồi đó. Vậy bố mẹ định làm đá viên giống như Dượng hả? Không, làm đá thì thành ra cạnh tranh với Dượng hả? Khéo lại sẽ ra xích mích không đáng có. Tao với bố của mày nghĩ kỹ rồi, chuyện làm ăn theo thủa theo thời. Trước đến giờ tiền bạc của bố mẹ, với lại của để dành từ thời ông bà cho bố mẹ mày, cũng được khoảng 20 cây vàng. Bố mày định sẽ mở nhà máy xay sắt lúa gạo, quy mô với vốn bây giờ thì cũng ở mức nhỏ lẻ. Thế nhưng mà bố mày từ năm ngoái đến giờ đã móc nối làm quen với nhiều người có ruộng đất ở vùng này rồi. Cái mỗi lần thu hoạch muốn xây sát là phải mướn xa về. Vừa tốn nhân công tốn thời gian mà hiệu quả lại không bằng. Chưa kể đến là sau khi có gạo rồi cũng chỉ quanh quẩn bán trong làng trong xóm hoặc đem dự trữ trong nhà phòng ngừa mùa mưa bão thôi. Mà mọi người đâu có biết đâu. Ở những nơi khác lúa gạo bán mỗi bao là mấy chục đồng bạc. Làng mình so với gì cả huyện thì cũng là một trong những nơi có điện đầu tiên. Giờ mà mình mở cái xưởng xe sắt lúa rồi thu mua, sau đó chuyển đi nơi khác buôn bán, chẳng mấy chốc mà mở rộng được quy mô, cũng như đảm bảo được cuộc sống khấm khá ấm no. Trời đất ơi, bố mẹ tính như thế mà bấy giờ con không có được biết. Biết làm sao được? Cái này tao với bố mày suy tính là tuyệt mật đấy. Mày không được kể cho ai biết đã nghe chưa? Kẻo chúng nó hớt tay trên, dành cái cơ hội làm ăn này thì hỏng hết. Cái này con biết rồi, mẹ cứ an tâm. Nói nhỏ nhỏ thôi, kẻo người ta nghe được đó. Mà bây giờ cũng không còn sớm, tranh thủ đi ra chợ bán được đồng nào hay đồng ấy. Dạ vâng ạ, con biết rồi mẹ. Nói tới đây thì bà Hương cùng con gái lại gánh hai cái thúng rau ra chợ. Là bởi vì ra muộn cho nên không bán được bao nhiêu. Ngồi đến trưa thì bà mang mấy bó rau xăng, hàng cá để đổ lấy một ít cá đồng để về nấu bữa cơm trưa. Vừa mới từ hàng cá trở lại chỗ bán, bà thấy con gái của mình đang ngồi khép nép trong góc, còn phía ngoài là ba bốn cậu thanh niên ở trong làng. Nói thêm một chút về ba, cô năm nay vừa tròn 17, cái tuổi mà người ta hay bảo bẻ gãy sừng trâu. Ngộ ý muốn nói về độ tươi trẻ xuân xanh, cộng với việc nhan sắc thuộc tầm nhất nhị ở trong làng, cho nên không quá khó để bà thu hút rất nhiều chàng trai đến tán tỉnh. Thậm chí nhà còn mang trà rượu qua đánh tiếng với vợ chồng bà Hương để xin được làm thông gia. Nhưng bà thấy con gái của mình còn nhỏ cho nên không đồng ý. Một phần nữa là bà nghĩ tới chuyện sau này vợ chồng có phất lên, khi đó thì con gái của bà sẽ được mai mối cho người ngang tầm, chứ không thể nào đi lấy người trong làng được. Trở lại với hiện thực, bà trừng mắt lập tức dẫn tới rồi quát. Cái đám chúng mày lại chọc ghẹo con ba có phải không? Bà lúc bấy giờ đứng dậy. Mẹ ơi! Còn mấy cậu thanh niên kia thì có chút giật mình.
Thưa bác Hương, là chúng cháu chỉ định hỏi thăm sức khỏe của em ba thôi. Về lại có chút trái cây cháu hái trong vườn định mang sang. Thôi, cho mày mang đi cho. Ta không nhận mấy cái thứ này đâu. Ta nói lần nữa cho tụi mày biết, nếu tụi mày còn dám giở trò chọc ghẹo con gái tao coi chừng đó. Ta báo công an đấy chứ không đùa đâu. Trước sự kiên quyết của bà Hương, mấy người thanh niên không còn cách nào khác, đành quay lưng bỏ đi. Bà cũng nhìn con gái của mình rồi căn dặn. Sau này có thấy chúng nó nữa thì phải la lớn lên, nghe chưa? Con biết rồi. Thực ra mấy anh đó đâu có làm gì quá đáng đâu à. Sao mày biết là không quá đáng? Bây giờ ban ngày ban mặt, lại ở chỗ chợ đông người, chúng nó tỏ ra lịch sự vậy thôi. Chứ nó lừa mày cả tin, nghe theo sau đó rồi đợi lúc cơ hội vắng vẻ, lại giờ cho đôi bãi đó. Có khi đó thì ai cứu được mày hả con? Trời đất ơi, mẹ nói gì ghê vậy? Ta nói vậy đó. Mà thôi, ta đổi có cá rồi, mà đứng lên về lo nấu cơm chưa. Bố với lại anh hai của mày chắc cũng sắp đi đồng về rồi đấy. Ba gật đầu rồi đứng dậy. Hai mẹ con cứ như vậy túc tắc đi trên con đường làng. Nói thêm một chút về gia cảnh của nhà bà Hương, ông Nhân chồng của bà năm nay ngoài 50. Sức khỏe tuy không thể bằng thời trai trắng, nhưng những việc đồng áng vườn tược thì ông vẫn có thể đảm đương một cách thoải mái. Thành viên tiếp theo trong gia đình cũng là cánh tay phụ giúp đắc lực cho ông Nhân, đó là hai người con trai cả. Thằng hai năm nay 25 tuổi, chưa vợ chưa con, và tất nhiên là bà Hương cũng đã nghĩ đến chuyện sau này khấm khá lên, cho nên không vội hối thúc các con. Sau hai và ba thì thành viên cuối cùng trong gia đình là thằng cu Tèo. Cô cậu năm nay lên 10, cho nên có thể nói được cưng chiều lắm. Gia đình năm người sống trong ngôi nhà cấp 4 bé nhỏ, nhưng bao chung quanh là diện tích đất vườn rộng đến hơn 700 m². Cũng chính cái chỗ đất rộng rãi này là tiền đề để vợ chồng bà Hương tính tới chuyện mở xưởng xây lát lúa rồi thu mua đem đi bán. Đi được một lúc, cả hai mẹ con về tới nơi. Nhìn chiếc xe đạp của ông Nhân đã dưới mái hiên, bà Hương đoán được chồng của mình cũng đã về. Cánh cổng nhà được mở ra, từ bên trong thằng cu Tèo lon ton chạy ra. Mẹ ơi mẹ, mẹ đây, mẹ đi chợ về có mua quả bánh gì cho con không? Không, hôm nay ở chợ người ta không có bán, để chiều mẹ bảo con ba nó đi mua cho mày cái kẹo mút nha. Mẹ hứa nha. Yên tâm. Thế bố mày với thằng hai đâu? Bố con đang tắm, anh hai bắt nước sôi làm thịt gà. Ủa, hôm nay ngày gì mà lại nấu nước làm gà? Sao ta không nghe bố mày nói? Con không biết, lâu nãy về con thấy bố bảo anh hai đi làm rồi. Để tao vào hỏi sao nào. Bà Hương đưa cái sâu cá đồng cho con gái, xăm xăm bước về phía sau nhà. Khi ra tới cái giếng, đúng là bà thấy cậu con trai của mình ngồi vặt lông con gà trống. Hai, ai bảo mày làm con gà này? Là bố đấy. Hôm nay nhà mình có khách, bố bảo con làm. Khách nào? Sao có khách ông ấy không bảo với tao? Dạ, lúc nãy hai bố con từ ngoài đồng về, bố có gặp người bạn cũ cũng còn bé. Hai người nói chuyện một hồi thì bố hẹn là bác ấy là lát nữa sang nhà mình ăn cơm, cho nên không nói với mẹ kịp được. Cái ông này, bạn bè gì thì cũng phải tiết kiệm chứ. Con gà trống này có biết mà để tao dành cho đám dỗ của ông nội mày không? Cái này con không biết đâu, bố bảo thì con nghe thôi. Còn lúc đó từ trong gian nhà vệ sinh, ông Nhân bước ra ngoài. Bà đi chợ về rồi đó hả? Phụ thằng hai làm con gà nấu cháo với lại trộn gói đi. Cháo cái gì mà cháo? Sao không lựa con gà tre nho nhỏ thôi, lại đi làm cả con gà trống lớn thế này? Ô bà hay nhỉ. Nhà mình tính sơ sơ đã 5 người rồi. Anh Chiến anh ấy đi làm ăn xa cả 2 năm nay vì gặp mặt con lần. Bà đừng có nói tiếc con gà với tôi. Tôi không có tiếc, chỉ là làm cái gì cho nó xứng đáng thì làm. Trên đằng này có thiếu gì món, ông có thể bỏ tôi đi chợ mua mết lòng hoặc là mấy thứ đồ khô về, hai người uống rượu là được rồi mà. Ông đúng là sĩ diện hão mà. Thôi, tôi không nói với bà nữa. Con gà thì cũng lỡ làm rồi, để đó nay mai tôi mua con gà khác tôi đền cho bà là được chứ gì. Bà Hương lướt nhìn chồng một cái, nhưng rồi cứ không muốn lời qua tiếng lại. Bà bước vào bên trong bắt cái nồi nước rồi mang gạo ra rang chuẩn bị đi nấu cháo. Giữa trưa thì cái mâm cháo gà cùng hai đứa gọi lớn được mang lên bày biện. Ông Chiến cũng đạp xe tới. Chồng cái dáng người gầy gò, nước da đen nhẻm, bộ quần áo trên người đã bạc màu, bà Hương có chút không vừa mắt. Bà quay sang rồi xì xầm với con gái. Gớm nè, tưởng đâu tiếp ông nghe ông tổng nào, ai ngờ đâu lại tiếp cái đồ. Thôi nào. Ông Nhân vội ngắt lời của vợ. Bà đừng có nói linh tinh,
Anh Chiến anh nghe được thì mất lòng đó. Nói rồi ông đứng dậy bước ra đón người bạn của mình. Bà Hương có vẻ như không hài lòng, cho nên bà đứng dậy nói với con gái: Con ba à, mày coi cho thằng Tèo ăn uống, dẫn nó đi chơi đi. Tự dưng tao thấy mọi người quá, tao không muốn ăn. Ơ kìa mẹ. Còn bà vẫn chưa kịp giữ bà Hương lại thì đã thấy bà bước thẳng vào trong phòng. Ở bên ngoài lúc này ông Nhân cùng người chiến hữu của mình đã vào tới nơi. Anh Chiến à, mời ngồi đi anh. Cảm ơn anh. Bà đứa con của ông Nhân cũng liền đứng lên: Cháu chào bác. À ngoan lắm. Trời đất ơi, thằng hai con ba với thằng Tèo mới có 2 năm không gặp lớn quá hả? Thằng hai đã có vợ gì chưa? Dạ cháu chưa. Con ba, cháu còn nhỏ mà, về lại mẹ cháu không cho yêu sớm. À nhắc mới nhớ, anh Nhân à, chị Hương đâu? Ông Nhân đóng mắt nhìn quanh mâm cơm, còn đang không biết trả lời sao thì con ba đã nhanh nhẩu đáp: Dạ thưa bác, là mẹ cháu thấy mệt trong người, chắc là bị say nắng lúc đi ra chợ bán rau cho nên vào trong phòng nghỉ trước rồi. Bố với bác cứ tự nhiên. À đúng. Anh Chiến à, ngồi xuống đi. Cái gì chứ? Cái gì mà tiếp đãi tôi thịnh soạn thế này? Có cái gì đâu mà thịnh soạn. Gà thì nhà nuôi, tốn chút công sai thằng hai nó bắt nước nhổ lông chứ có tốn kém gì. Anh ngồi đi cứ tự nhiên. Anh mà khách sáo thì là không coi tôi là anh em chi cốt rồi. Ông Chiến phì cười, còn ông Nhân thì cúi xuống lấy chai rượu gạo. Hai người ngồi nhâm nhi ôn lại chuyện thời xưa một hồi thì bà cũng ngà ngà say. Còn ba anh em của thằng hai thì ăn xong đứng lên tàn ra đi nghỉ ngơi. Ông Nhân rót đầy chén rượu cho người bạn rồi bảo: Anh Chiến à, sẽ chỉ còn tôi và anh. Anh ngồi xuống để uống cho thoải mái nha. Hết chai này tôi lấy chai khác. Dì chứ nhà tôi không có thiếu rượu. Cái này tôi quả thật là cảm ơn anh. À mà 2 năm qua anh đi làm ăn ở đâu, ổn không? Lúc này đứng nói chuyện ở ngoài đồng trời nắng quá. Về lại anh bảo đi có chút việc cho nên tôi không hỏi kỹ. Thì tôi lăng bạt vào trong Nam thôi, cũng làm đủ mọi ngành nghề để kiếm sống. Chứ quê mình tôi không có nhà cửa vợ con gì, làm gì có kế gì sinh nhai. Nghĩ lại thì cuộc đời của anh cũng đau đớn thật. Vợ theo người khác, còn lừa lấy luôn cả căn nhà Hương Hòa cung bà để lại. Mà sao cái ngày ấy anh không làm to chuyện? Thôi, người ta đang hết tình cảm với mình, không muốn ở nữa thì biết làm sao. Có trách thì lúc lấy nhau tôi có sang tên căn nhà cho cô ấy. Cái chuyện buồn không có cần nhắc tới, để tôi kể cho anh nghe cái việc này. Việc gì vậy? Tôi trong những tháng ngày ở trong Nam đó, ban ngày thì đi làm bốc vác ở chợ đầu mối. Thời gian đầu hay buổi tối tôi xin ngủ nhờ ở dưới cái mái hiên của mấy người bán hàng. Nhưng cái độ hơn nửa năm nay, tôi có làm quen được với một ông thầy phong thủy, người gốc Hoa ở chợ lớn. Ông này ông giỏi lắm và giàu nữa. Ngày đầu là doanh nhân với lại là nghệ sĩ ở trong Nam. Người ta thường tìm đến ông để tìm giúp đỡ những cái chuyện thuộc đường tâm linh. Ủa anh Chiến, tôi nhớ lúc chúng ta còn nhỏ, anh không sợ trời không sợ đất, đâu có tin vào mấy cái chuyện như vậy chứ. Vậy bây giờ... Đúng, đúng là như vậy. Nhưng mà trong khoảng thời gian mà tôi gặp cái vị thầy kia, ông ta có nhiều lần đến để làm lễ cho mấy người tiểu thương ở trong chợ. Tôi nhớ vào một đêm tháng 7 âm lịch, ông ấy thấy tôi đang nằm ngủ dưới mái hiên gần đó thì gọi vào trong nhà. Bởi sắp tới đây ông làm lễ có rất nhiều vong hồn đến, tôi là người dưng ở gần sẽ không nên. Ban đầu tôi cũng không tin, nhưng mà ông ấy bước bới một cái gì vào mắt của tôi. Và gần như ngay lập tức tôi thấy xung quanh mình, rồi cả ở ngoài đường, có đến cả 100 cái bóng người lúc nhúc. Đây cũng là lần đầu tiên mà tôi thấy kinh hãi như vậy. Bởi những cái bóng người đó nó kinh dị lắm, chẳng có cái bóng nào còn nguyên vẹn, thậm chí có cái chỉ còn mỗi cái đầu lăn lồng lốc ở trên đường. Sau cái lần đó tôi sợ đâu có dám ngủ lại ở trong chợ, mà xin theo ông thầy đó để làm phụ việc. Công may là ông thiếu người làm trong nhà cho nên cho tôi theo. Từ giờ đó cho đến bây giờ tôi có tìm hiểu chút đỉnh. Vậy anh sắp theo nghề thầy pháp? Không, không có đâu. Tôi chỉ biết một vài ngón nghề để mà phòng thân, trừ tà ma quỷ thôi. Chứ để mà hành đạo giúp người khác thì không được. Vì thế mà ông bảo là phải có căn số, chứ không phải muốn theo là theo. Nghe cũng thú vị nhỉ. Nhưng mà tôi cũng có chuyện để kể cho anh nghe. Cái chuyện gì vậy? Sắp tới tôi có ý định kinh doanh buôn bán. Ông bà ta có câu là phi thương bất phú, chỉ suốt ngày cắm mặt vào đồng ruộng thì biết khi nào mới giàu có. Cái này thì tôi công nhận, nhưng mà anh định làm gì? Bây giờ vẫn còn quá sớm để nói trước, cho nên tôi vẫn chỉ báo với anh như vậy thôi.
Sẵn tiện lúc ấy anh có thể về đây để mà phụ giúp tôi được không? Khi đó tôi cần nhiều nhân lực lắm. Mà anh thì tôi tin tưởng hoàn toàn. Trời đất ơi, tôi và anh tuổi cũng sấp xỉ nhau, ngoài 50 cả. Tôi cũng ít học, chỉ biết bập bẹ đọc viết sơ sài. Sao giúp anh kinh doanh buôn bán được chứ? Cái này anh cứ an tâm. Có cái chuyện cho anh làm thì tôi mới nói, chứ không phải là xã giao. Nếu như anh cứ chuẩn bị tinh thần đi, ta giữ liên lạc với nhau. Khi nhận được thư của tôi thì anh nhất định phải về đấy. Anh nói như vậy thì tôi xin nghe. Chứ làm việc ở đất khách quê người tôi cũng khổ tâm lắm. Thôi chốt lại vấn đề như vậy. Bây giờ tôi lại mời anh uống rượu. Uống cho say rồi cứ ở nhà tôi. Chờ vài ngày đến lúc anh vào trong ấy. À không, làm sao tôi có thể như vậy. Anh mời tôi đến dùng cơm thế này là quý lắm. Tôi nhà nội tôi, tuy không còn nhà cửa gì nhưng vẫn còn bà con thân thích. Vậy cũng được. Mà anh định về bao lâu? Chắc hơn 3 tuần. Phải chuẩn bị đám dỗ của ông bà rồi. Bây giờ tôi ở tới lúc ăn dỗ xong thì tôi đi. Chừng 2 năm không về, giờ chưa về đến đám dỗ thì mọi người nói cho. Vậy cũng được. Vậy từ bây giờ cho đến lúc rảnh rỗi anh lại sang đây chơi với tôi nhé. Tôi biết rồi. Cái này thì sẽ có. Nhưng mà anh đừng có làm gà làm vịt thiết đãi. Tôi cực chẳng đã khi tới đây anh đã lên mâm bát như vậy. Chỉ nếu biết trước tôi không đồng ý đâu. Đối với tôi nhậu nhẹt á, làm quả xoài trái cấp hoặc có chút cá khô mực khô là sung sướng hết chỗ chê. Chứ không cần mấy thứ này. Anh nói như vậy thì tôi xin nghe. Bây giờ thì uống nào. Cứ như vậy hai người đàn ông uống hết chai rượu gạo thì ngưng lại. Vì ông Chiến chiều nay còn phải ra nghĩa địa để thăm mộ bà con. Xế chiều lúc này thì bà Hương cũng đã tỉnh dậy sau giấc ngủ của mình. Thông thường thì bà không ngủ nhiều như vậy. Nhưng không hiểu sao hôm nay bà mới vừa đặt lưng xuống thì đã ngủ li bì. Chưa dừng lại ở đó, trong cơn mê man bà thấy rất nhiều những hình ảnh lộn xộn. Mà một trong số đó là cảnh tượng của mấy bóng người cao lớn trong nhà rồi kéo con ba đi. Cậu bé có vẻ hoảng sợ lắm, cứ liên tục la hét không ngừng. Bà Hương nghe thấy như vậy định chạy ra giữ con gái của mình lại thì cũng bừng tỉnh giấc. Giờ đây bà nằm ở trên giường, hai mắt mở to nhìn thẳng lên mái nhà lợp ngói. Nằm thêm một lúc nữa thì bà mới ngồi dậy. Không nghe thấy tiếng nói chuyện của chồng mình với ông Chiến nữa, cho nên bà mới cất tiếng gọi. Con ba, thằng hai, chứ mày có ở ngoài đó không? Khai nhanh chóng thằng hai ở bên ngoài đáp lại. Sao đó mẹ? Ông Chiến ông về chưa? Dạ bác về rồi ạ. Bố nằm ngủ trên cái chõng tre. Ta biết ngay mà. Ăn nhậu cho cố rồi là làm gian ra đó. Bây giờ chắc ông ấy không có đủ sức ra đồng đâu. Mày chỉ khó đi thăm đồng một chút đi con. Dạ vâng ạ. Để trời bớt nắng thêm chút đã. Còn con ba với thằng Tèo chút nữa đâu? Thưa mẹ, là con ba đưa cô Út đi ra ngoài tiệm tạp hóa của bà Mười để mua kẹo. Lúc nãy nó khóc nó đòi quá. Mà con thì thấy mẹ nằm ngủ say con không có gọi. Mà mẹ từ trước đến giờ vẫn chưa ăn. Có cháo với thịt gà đó, bố để phần. Bây giờ con xuống hâm lại cho mẹ nhé. Thôi ta không ăn đâu, kể để đó cho thằng Tèo đi. Lúc trưa nay tao có đổi lên mớ cá đồng, có biết con ba nó đã kho chưa? Hình như là kho hết rồi mẹ. Ờ thì để đó lát nữa ăn cơm với cá. Chỉ tiêu rẻ sẻn thôi. Sắp tới đủ thứ loại tiền nong đó. Phung phí như bố mày, có tiền nối cũng lỡ. Cảm giảm thêm vài câu thì bà Hương bước xuống giường, đi ra phía sau nhà. Giờ mặt mũi thì bà nhóm thêm củi vào trong bếp để hâm nồi cháo cá. Đang loay hoay thì bà sực nhớ ra cái lọ tiêu ở nhà đã nghít. Mà kho cá đồng thì phải có chút tiêu mới lấn át đi cái mùi tanh. Sẵn cũng đang bí bách trong người, bà quyết định lội bộ giữa cái tiệm tạp hóa của bà Mười để mà mua lấy chút tiêu và mấy quả chanh về pha lấy cốc nước uống cho lại sức. Và rồi khi sang đến nơi, bà trông thấy ngay thằng cu Tèo đang ngồi dưới cái bậc thềm của cửa tiệm tạp hóa. Trên tay cu cậu là que kẹo mút liếm láp một cách ngon lành. Ủa chứ sao lại ngồi đây, con ba đâu? Nghe tiếng gọi của mẹ mình, cu Tèo có chút khựng lại, nó lắp bắp. Thưa mẹ. Bà Mười chủ hàng lúc này từ trong nhà bước ra. Có chuyện gì vậy chị Hương? Tôi sang mua chút tiêu với mấy quả chanh. Mà chị có thấy con ba nhà tôi đâu không? Sao lại chỉ có mỗi cái thằng Tèo ở đây thế này? Ủa tôi tưởng chị biết chứ. Chiều nào mà nó không dẫn thằng Tèo sang đi mua kẹo bánh, rồi để cu cậu ngồi chơi đến xế chiều thì dẫn về. Còn nó được thằng Phúc con nhà bà Chín trở đi chơi. Cái gì? Chị Mười chị nói thật không? Không tin chị cứ hỏi thằng Tèo là biết ngay mà.
Tèo, nói cho mẹ biết, có phải những gì bà Mười nói thật không? Thưa mẹ em. Có vẻ như mấy que kẹo lúc này không phát huy tác dụng được nữa. Thằng Tèo gật đầu thú nhận. Thì ra cô cậu chỉ là cây cớ để chiều chiều con ba dẫn sang đây để có thời gian mà đi chơi. Nghe xong những lời thú tội của con trai, bà Hương bấy giờ nghiến răng. Gương mặt của bà đỏ bừng tức giận lắm. Bà nắm lấy tay của Tèo. Mày đi về đi. Còn chị Mười à? Lát nữa mà chị thấy con ba đó, chị cứ bảo nó về nhà, con tôi chờ nhé. Tôi biết rồi, nhưng mà chị làm gì thì cũng nhẹ nhàng thôi. Chị tôi thấy cái thằng Phúc kia nó cũng đàng hoàng, ăn học tới nơi tới chốn. Sau tới đây nó tốt nghiệp cấp 3 rồi thi đại học đấy. Chị đừng có nói đỡ nữa, tôi còn lạ gì cái nhà ấy. Nghèo nói đến nỗi còn đi vay mượn lúa gạo để ăn, tiền đâu mà học đại học. Chuyện này tôi phải làm cho ra lẽ. Chứ không thể để nó rủ rỗ con ba nhà tôi, rồi làm những cái chuyện sai trái được. Nói tới đây thì bà Hưng dẫn cô Tèo trở về. Vừa về đến nhà bà Năm mắng. Ông Nhân ơi, ông Nhân, ông dậy đi. Ông dậy mà chống mắt lên, cái đứa con gái vàng gáy ngọc của ông nó làm cái gì đây này. Ông Nhân bị đánh thức, sẵn dư âm của chai rượu gạo vẫn còn cho nên ông liền nhăn nhó. Có chuyện gì mà làm tỏi lên thế hả? Ông suốt ngày chỉ biết nhậu nhẹt, có chuyện lớn rồi đấy. Có cái chuyện lớn mà ông vẫn còn nằm đó được đó hả? Chuyện gì mà lớn, bà nói tôi nghe coi. Sau khi được vợ thuật lại mọi chuyện thì ông Nhân chép miệng. Bọn trẻ chúng nó đi chơi với nhau thì có cái gì đâu. Ban ngày ban mặt mà bà sợ cái gì? Sao lại không sợ? Ban ngày ban mặt nhưng mà nhớ con ba nhà mình nó bị cái thằng kia dụ dỗ thì sao? Ông có thấy tấm gương ở trong trường hợp ở trong cái xã của mình đó hả? Trai gái yêu đương ăn nằm với nhau mang bầu chửa đẻ. Cái giống ăn cơm trước kẻng muông đời nát. Chứ đã không ý thức được việc của mình làm đâu. Bà cái gì mà nghiêm trọng đến thế? Thôi được rồi, đợi nó về đi. Tôi sẽ nói chuyện với nó. Không cần đâu. Tôi không cần ông nói chuyện. Tôi chỉ cần yêu cầu ông đừng có cản tôi là được. Thế bà định làm gì? Bà Hương không đáp mà tiến tới góc nhà. Lấy ra cái roi dài cả mét. Để công chính là thứ bà dùng để trị tội con cái. Mỗi khi chúng đi làm gì sai. Thế khi trời nhá nhem tối thì con ba cũng trở về. Tất nhiên là cô khi không thấy đứa em trai. Cũng như là được bà Mười nói. Thì cũng đã đoán được thứ gì đang chờ đợi mình ở nhà. Nhưng lần này có chút khác biệt. Khi bà không về một mình mà cô còn có thêm Phúc, cậu thanh niên con nhà bà Chín. Hai người bước vào mới đứng dưới cái mái nghiên thì đã thấy nghe giọng của bà Hương xa xa. Sao mày mới chịu đàn đốm về rồi đấy hả? Còn bà hít một hơi thật dài, nhưng chưa kịp nói thì Phúc đã mở lời. Dạ thưa bác Hương, cháu với em ba đi dạo chơi trên thị trấn. Cháu đem ấy về công muộn cho xin lỗi. Xin lỗi hả? Mày là người ngoài, tao không thèm chấp, về đi. Để đó tao dạy con tao. Thưa bác, sẵn đây cháu cũng xin nói. Cháu xin bác cho cháu và em ba đây được qua lại với nhau. Chúng cháu thương nhau thật lòng cho nên cái gì? Qua lại với nhau hả? Từ trong nhà bà Hương lao ra ngoài. Giờ cây roi mấy trên tay của mình rồi cứ như vậy vụt lấy vụt để vào chân của ba. Cái con hư đốn này. Mày dẫn trai về nhà mày nói những lời thách thức tao hả? Mày có biết là mày bao nhiêu tuổi không mà nói yêu đương hả? Còn bà đau đớn nói trong nghẹn ngào. Thưa mẹ, con xin mẹ, chứ con thương nhau thật lòng. Bằng tuổi con, mẹ mẹ cũng đã có anh hai rồi mà. Con, mày im mồm đi. Mày dám nói những lời đó hả? Mày có còn liêm sỉ không? Lúc này thì ông Nhân cùng thằng hai từ ngoài đồng về. Vốn dự đoán được bà Hương sẽ chút giận lên cô con gái. Nhưng ông cũng bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của Phúc. Ủa ông Phúc, mày sang đây làm gì vậy? Dạ thưa bác cháu. Phúc trình bày lại mọi chuyện, còn ông Nhân thì có vẻ hòa nhã hơn vợ của mình. Một phần là vì ông không muốn to tiếng để giữ thể diện cho nên bước tới. Bà bình tĩnh đi, có cái gì vợ chồng nói, ở đây to tiếng hàng xóm người ta nghe thế đấy. Bà Hương lúc này giật mình nhận ra, ở phía chung quanh cũng bắt đầu có những ánh mắt nhòm ngó. Thế là bà nắm tay của con gái. Mẹ vào trong đây, có cái thằng này. Tao nói lần đầu cũng như lần cuối, mày cút đi cho khuất mắt tao. Để tao mà biết mày dụ dỗ con ba đi chơi thêm lần nào nữa, tao tới tận nhà của mày để tao mắng vốn đó. Mày đừng tưởng là tao không có dám. Tính ra mẹ mày vẫn còn thiếu tao mấy chục ngàn tiền, chục cân gạo đó. Tiền đó chưa giải quyết hết, bây giờ còn tính mò sang đi làm phiền gia đình tao hả? Mày hay mùi dụ dỗ con gái tao để mà khất đi cái chỗ nợ kia. Không có đâu nha. Cái loại nghèo đến khố rách áo ôm như mày á, đừng mơ động được con gái của tao. Có vẻ như cảm thấy bị xúc động cho nên Phúc cúi đầu,
Lý Nhí chào mấy câu rồi quay lưng rời đi. Khi mọi người đã vào lại bên trong, bà Hương thấy con gái đang ngồi ở trong góc, cả mắt đã nhòe đi vì nước. Vẫn cây roi mày trên tay, bà chạy tới vụt lấy vụt để. Cái con này mày hư đốn hả? Ta đánh chết mày này. Thằng hai thấy như vậy chạy tới rồi chấn ngang. Mẹ, mẹ đừng đánh em nặng quá. Cho gì con ba nó cũng đã lớn rồi mà. Cái chuyện tình cảm nam nữ, mẹ ép uổng em nó thì không hay đâu. Sao, lớn á? Thế em của mày có lớn bằng tao không hả? Có trải đời bằng tao không? Hay là nó chỉ nứt mắt ra, đang nghe lời dụ dỗ, cãi cha cãi mẹ? Thì nếu như em nói sai, mẹ nói nhẹ nhàng, chứ đánh thế này nhỡ phạm vào chỗ hiểm thì... Ông Nhân bấy giờ cũng nói thêm. Thằng hai nó nói đúng đấy, bà bình tĩnh đi. Có con ba hả? Mày hứa với mẹ của mày không có tái phạm nữa. Chứ mày còn nhỏ, đừng có yêu đương nhăng nhít. Nhớ lầm đừng lạc lối thì khổ cha khổ mẹ. Còn bà đứng lên không nói không rằng, cứ như vậy bước trở về phòng của mình. Đấy, ông thầy có tức điên không hả? Nó đâu có xem tôi ra cái gì. Cái loại này phải đánh cho chết. Thả đánh cho nó chết đi, chứ để nó sống á, thế nào cũng có ngày nó bôi cho chất chấu vào mặt tôi và ông. Thôi mà mẹ ơi, mẹ bình tĩnh lại đi. Thằng hai cố gắng giành lấy cái roi mây từ trên tay của bà Hương rồi ném ra bên ngoài. Trong bữa cơm tối hôm nay, bầu không khí nặng nề bao trùm lên tất cả. Bà Hương cứ vài phút lại hướng về con gái rồi buông ra toàn những câu mắng chửi rất thậm tệ. Còn bà thì cũng chỉ biết ngồi yên để lắng tai nghe. Sau khi ăn cơm xong, bà Hương lại ngồi chất vấn chồng. Sao từ đây đến giờ ông cứ ngồi im như pho tượng vậy hả? Ông cứ thế này bảo sao một con ba nó không hư? Bà một vừa hay phải thôi. Tôi thấy chẳng có cái gì mà lại nhặng lên như vậy cả. Đâm ra nó khó coi lắm. Khó coi hả? Khó coi là thế nào? Hay ông suốt ngày chỉ biết rượu chè mà không quan tâm tới cái nhà này? Tôi nói cho ông biết nhé, ông phải nghĩ xa lên. Tôi không muốn cái dòng họ của những cái đứa thấp kém len lỏi được vào nhà mình. Tôi là tôi đoán chừng đó, không có đơn giản cái thằng Phúc ấy bám lấy con gái của mình không rời. Cho nó nghe phong phanh của con ba tiết lộ cái gì đó, cho nên nó mới cố đấm ăn xôi. Nghĩ sau này nhà mình phất lên rồi nó làm chặn vương đó, giúp mẹ nó thoát khỏi cái nghèo khổ. Bà nghĩ nhiều rồi đấy. Từ khi nào mà bà giỏi suy diễn thế hả? Suy diễn hả? Ông dám nói với tôi những lời như vậy? Có vẻ như cơn giận đã lên đến đỉnh điểm, nên bà Hương không nói với chồng nữa, mà đứng dậy bỏ thẳng vào trong phòng của mình. Về phần của ông Nhân nói không lo lắng hay suy nghĩ về chuyện của con gái thì không đúng. Là bởi từ lúc nghe vợ báo tin thì đã bắt đầu có những suy nghĩ. Nhưng ông không muốn cấm đoán vợ mình, là bởi trong mắt của ông thì Phúc là một cậu thanh niên khá có chí. Gia cảnh nghèo khó nhưng lại học rất giỏi, lại còn biết phụ giúp gia đình. Nếu như xét mặt bằng chung đám thanh niên trong làng trong xã, thì quanh đi quẩn lại ông chỉ thấy cứ mỗi mình Phúc là xứng đáng để sau này làm rể ở trong nhà. Thế nhưng giờ thì vẫn còn quá sớm để tính đến chuyện ấy. Một phần là vì sức ép từ bà Hương, và nữa là nghe đâu Phúc chuẩn bị thi đại học. Nếu như sau này có duyên, cậu ta ăn học thành tài thì ông mới có cớ để mà hợp tác. Chỉ lúc này không còn sớm nữa, ông Nhân đứng dậy kiểm tra cửa nẻo, sau đó nhắc hai cậu con trai đi ngủ sớm rồi nhanh chân bước trở về phòng. Khi vào đến nơi, ông thấy bà Hương đang nằm yên, quay mặt vào tường thì mon men nằm xuống ngay kế bên. Bà này, tôi biết là bà chưa ngủ đâu, nói chuyện một chút đi. Nói cái gì, tôi sắp ngủ rồi. Sắp chứ chưa. Tôi muốn nói là bà cứ bình tĩnh. Chuyện đâu còn có đó, con mình nó vậy thôi, nó còn nhỏ, suy nghĩ chưa thấu đáo. Nhưng rồi đây sớm muộn gì cũng có lúc tính đến chuyện thành lập gia thất cho nó. Bà cứ cứng rắn như vậy, nó không nghe đâu. Chỉ bằng cách tốt nhất là lựa lời mà nói. Tôi nghĩ con ba nhà mình nó thông minh sáng dạ, chứ không phải đứa hư hỏng đâu. Còn về thằng Phúc kia thì tôi cũng tìm cách để nói chuyện cho nó hiểu. Nếu mà sau này nó ăn học thành tài thì tôi đâu có cấm cản gì. Không, tôi là tôi cấm tiệt đó. Cái ngữ như nó ăn học cái gì, không có xứng đáng với nhà mình. Ông đừng quên tôi với ông Chuẩn á, bị làm ăn lớn nha. Nếu như con ba nó dính vào mấy cái thứ đó, khi kéo cả nhà mình xuống đây, tôi tính cả rồi. Ông có nhớ chị Năm làng bên thế nào không? Chị Năm nào? Thì chị Năm người mà có cả hơn 20 mẫu ruộng đấy. Tôi nhớ, hôm trước tôi với bà có sang để đánh tiếng. Thì đó, ông có biết chị ấy còn có một thằng con trai năm nay 17 tuổi không? Tôi là tôi nhắm thằng ấy cho con ba nhà mình. Đợi sau này hai gia đình có hợp tác làm ăn, chúng nó quen nhau, coi như vậy mới phát triển được bền vững.
nhà mình cũng không cần phải lo lắng về cái nguồn lúa gạo. Trời đất ơi, bà định gán ghép vậy đó hả? Đúng, không chỉ có tôi mà chị Nam kia cũng đồng ý rồi. Ông đừng có mà bàn ra. Sở dĩ chưa thúc đẩy cho ngay đứa chúng nó gặp mặt là bởi vì mình còn cần phải lo công chuyện sắp tới. Bà sao hả? Tôi nói gì sai? Không, không có sai, chỉ là... Thôi muộn rồi, ông ngủ đi. Tôi không muốn nói nhiều đâu. Ông chỉ cần biết mọi sự tôi tính hết cả rồi. Nói tới đây thì bà Hương im lặng. Còn ông Nhân thì cũng chỉ biết thở dài. Nhưng cả hai đâu có thể ngờ được rằng chẳng có cái sự tính toán nào trở thành hiện thực cả. Trời vừa hừng sáng, nghe tiếng gà gáy thì bà Hương cũng bừng tỉnh giấc. Bà bước xuống giường tiến ra ngoài. Mọi hôm thì giờ này con Ba cũng đã dậy, phụ giúp bà hái rau ngoài vườn rồi mang ra chợ. Thế nhưng lúc này đây mọi thứ im ắng. Nhớ lại chuyện hôm qua, cho nên bà Hương cũng không muốn đàn động gì tới đứa con gái hư đốn của mình. Bà bước thẳng về phía sau nhà, lấy cái gầu nước rồi kéo lên từng gầu mà đổ vào cái bình tưới rau. Sau khi tưới xong thì bà cắt lấy một thúng. Lúc này thì trời vẫn đã sáng hơn. Và lạ là vẫn không hề thấy con gái của mình đâu. Thế là khi quay trở vào trong nhà, bà đứng hướng về phía phòng ngủ của con Ba mà lớn tiếng. Mày giỏi lắm nè. Mày dám chống đối tao đó à? Sao giờ này mà không dậy để mang rau ra chợ bán? Dứt câu mắng của mình thì ở trong phòng nhỏ mới có chút động tĩnh, con Ba mở cửa bước ra. Dạ thưa mẹ. Thưa cái gì hả? Con hơi mệt trong người chứ con ngủ quên. Đừng có nhiều lời. Làm như ta là con nít đó hả? Mày định chống đối hả? Con không có, con mệt thật mà. Giờ đây thì bà Hương cũng nhận ra cái vẻ mặt nhợt nhạt thiếu sức sống của con gái. Nén cơn giận dữ sẵn có trong lòng, bà ngất hàm. Sao? Con không biết nữa, con thấy trong người con mệt lắm. Chắc là do mày đàn đúm với cái thằng khô xách áo ô mày trúng gió chứ gì. Mẹ đừng có nói anh Phúc như vậy mà. Anh Phúc? Hở ra là anh Phúc. Chắc là cho mày uống bùa mấy thuốc đú gì phải không hả? Không phải, con... Nói chưa dứt câu thì con Ba lảo đảo đưa tay lên ôm lấy trán của mình. Thấy tình hình sức khỏe của con gái không ổn cho lắm, bà Hương liền cau mày. Thôi được rồi, mày nhà nghỉ đi. Con đau hay là mệt gì thì nói thằng hai nó đi mua thuốc, còn tao phải đi ra chợ. Để con đi phụ mẹ. Thôi không cần đâu, mày ở nhà đi. Nhớ lời tao nói đấy, tao cấm tiệt mày giao du với cái thằng Phúc á. Nếu không thì mày đừng có trách. Vâng ạ, con biết rồi thưa mẹ. Thời gian trôi nhanh đã gần hết ngày, bầu không khí trong nhà phần nào cũng đã bình thường trở lại. Nhưng có vẻ như sức khỏe của con Ba không ổn cho lắm. Cô ăn được phân nửa bát cơm rồi đứng dậy. Sao mà ăn ít vậy con? Ông Nhân vừa nói vừa đưa mắt nhìn con gái. Cái liều thuốc lúc chiều á, cái thằng hai nó đi mua về, mày uống không có khỏi hả? Con vẫn thấy mệt lắm. Thôi vào trong phòng nằm nghỉ ngơi đi. Thằng hai chịu khó xuống pha cho mày cốc nước chanh, uống thêm liều thuốc. Ngày mai mà không khỏi để tao đưa đi trạm xá. Bà Hương tất nhiên là không ngần ngại mà chèn thêm một câu mắng. Lúc đi chơi với trai thì cười hớn nở, về nhà thì báo tao chứ. Không biết lúc mà chúng mày chơi bời có biết tới cái cảnh này nữa không? Ngồi thêm được một lúc thì trời đột nhiên chuyển sang giông tố. Rồi một cơn mưa nặng hạt trút xuống. Thấy mưa càng lúc càng lớn hơn, ông Nhân mới đóng cửa rồi cùng vợ con đi nghỉ sớm. Nằm được một lúc thì cơn mưa càng lúc càng nặng hạt hơn. Nghe những tiếng nước mưa rộn vào cái mái nhà của mình tạo nên những âm thanh ầm ĩ. Ông Nhân thấy trong lòng của mình có chút không được thoải mái cho lắm. Cái trần trọng lăn qua lăn lại mà không sao ngủ được. Cho nên ông quyết định ngồi dậy ra ngoài đốt điếu thuốc. Nói là làm, ông ngồi dậy bước xuống giường tiến ra bên ngoài. Khi cánh cửa phòng vừa được mở ra, ông lấy bao thuốc từ trong túi quần rồi bắt đầu rút một điếu để châm lửa. Làn khói thuốc nhanh chóng khiến cho ông cảm thấy đầu óc như được thư giãn lắm. Hút thêm một lúc nữa thì ông nghe ở trong căn phòng con gái của mình có tiếng lục cục. Con Ba, mày chưa có ngủ hả? Không có ai đáp lời của ông cả. Một phần trời mưa, phần nữa nghĩ chắc con gái của mình cục cựa nửa đêm, cho nên ông không có hỏi. Hốt nốt điếu thuốc rồi quay trở về phòng của mình. Mặt trời đã ló dạng, thêm một ngày nữa đã bắt đầu. Bà Hương thức giấc với cơ thể mệt mỏi. Bà cũng quên luôn việc dậy sớm để tưới rau. Mà việc này cũng chẳng cần thiết,
bởi trận mưa đêm qua đã là quá dư thừa rồi. Nhiều khi giờ đây luống rau đã bị dập nát, cũng không chừng. Bước xuống giường, bà nhanh chóng chạy ra ngoài để xem thử tình hình. Có chút thở phào khi mấy cái luống rau được bà vun lên cao, cho nên dưới tác động của cơn mưa, chúng không bị bật gốc hay úng nước. Thế cũng không còn sớm, bà liền quay trở vào trong rồi cất tiếng gọi. Ba ơi, giải phụ tao cắt mấy luống rau cho xong, mang ra chợ bán đi. Không nghe thì tiếng con gái trả lời, bà Hương lúc này đưa tay tới gõ mạnh lên cánh cửa. Bà ơi, con nghe ta nói gì không? Lại một lần nữa không có bất cứ một động tĩnh nào, bà Hương bấy giờ cau mày. Mày dạo này lười lắm đấy nha, thế ta chiều qua mày sinh hư đó hả? Mau dậy đi. Vừa nói bà Hương vừa đẩy cánh cửa phòng. Nhưng cũng chính lúc này, bà hoảng hốt bởi trông thấy một cảnh tượng hãi hùng. Đó chính là việc con ba để con gái của mình đang nằm ngửa ra trên giường, tay chân của cô dang rộng hướng về bốn hướng, cả mắt thì mở trừng trừng trắng dã, không còn thấy tròng đen. Kỳ dị hơn là cái miệng của cô hoác ra như đang cười vậy. Ba, ba ơi! Bà Hương la lớn nào đến chỗ của con gái. Bà thử đưa tay chạm vào người cô thì một cảm giác lạnh buốt truyền tới làm bà vội rụt tay lại. Ông ơi! Trời đất ơi! Ông ơi! Nghe tiếng kêu cứu của bà Hương, người đầu tiên xuất hiện là Hai và thằng Cu Tèo. Hai người nằm ngủ ở căn phòng kế bên, cũng giống như mẹ của mình, thằng Hai hoảng hốt. Trời đất ơi, mẹ ơi, cái gì thế? Hai ơi, con ba nó... Có chuyện gì vậy? Cái gì mà sáng sớm mà làm ầm lên thế hả? Ông Nhân lúc này cũng xuất hiện. Và vừa trong tiết cảnh tượng trước mắt, ông không kiềm chế nổi cơn xúc động rồi rít lên. Trời đất ơi, con ơi! Tay chân của ông lúc này run rẩy tựa hồ như muốn ngã quỵ xuống đất. Hơn 8 giờ sáng, lúc này từ hàng rào cho đến bên ngoài cánh cổng chính dẫn vào nhà ông Nhân, người trong làng đứng đông nghẹt để nghe ngóng. Còn ở bên trong nhà lúc này, mấy người thuộc đội công an xã đang tiến hành khám nghiệm tử thi, cũng như là điều tra về cái chết của ba. Những thành viên còn lại của gia đình thì suy sụp lắm, nhất là bà Hương. Từ nãy đến giờ bà vật vã, cặp mắt dán chặt vào trong phòng của con gái nhưng không thể vào bên trong, cho nên bà cứ ngồi xuống rồi hỏi liên tục. Xong chưa? Các người xong chưa? Một lúc sau, Quý, trưởng công an xã, mới bước từ trong căn phòng ra. Chào mọi người, đã có kết quả rồi. Sao? Con gái tôi nó bị gì hả? Theo như các bác sĩ khám nghiệm thì con ba nó bị ngưng tim, trên người không hề có vết thương hay có dấu vết nào của việc bị tác động vật lý. Nhưng mà tại sao đang yên đang lành nó lại bị ngưng tim? Cái này thì tôi nghe ông bác sĩ khám nghiệm, ông ấy ông bảo cho con bé nó bị hở van tim bẩm sinh, nhưng mà gia đình không có phát hiện ra. Đêm qua chắc con bé nó bị kích động chuyện gì rồi bệnh tim bộc phát đột ngột. Trời đất ơi! Bà Hương rú lên vật vã khóc lóc. Ông Nhân thì vừa cúi xuống đỡ bà đứng dậy vừa an ủi. Bà bình tĩnh đi, đừng khóc nữa. Quý lại tiếp tục. Thôi thì chuyện cũng đã rồi, mọi người lo mai chay mai táng cho em nó, chúng tôi xin phép. Cảm ơn cậu Quý. Khi Quý và đám người bên công an xã rời đi thì bà con hàng xóm cũng chạy vào trong để hỏi thăm. Và khi trông thấy thi thể của ba, ai nấy đều cảm thấy kinh hãi. Đợt giờ chiều cùng ngày thì công tác chuẩn bị cho lễ tang cũng hoàn tất. Một cốc quan tài được chuyển đến, cộng với đó là mấy lá cờ báo tang cắm ở phía trước cửa nhà. Thi thể của ba lúc này đã được thay quần áo, phủ khăn che mặt, chờ đến giờ khâm liệm. Người chủ lễ cho gia đình của ông là ông Tâm. Ông này là thầy pháp trong làng đã lâu năm. Hễ có mai chay cúng kiếng hay lễ lập gì để một tay ông đứng ra làm cả. Sau khi lấy thông tin thì ông mới phán rằng phải đến tối mới khâm liệm được. Ủa thưa thầy, sao phải đến tối? Thì đến tối là giờ tốt, phù hợp với thời gian tử vong của con bé. Chừng nào làm sớm chúng phải giờ xấu đại kỵ, thành ra ảnh hưởng tới cả nhà đấy. Ông Nhân nghe nói đến đây thì cũng gật đầu. Vâng, thì thầy quyết định thì chúng tôi nghe vậy. Bà Hương từ nãy đến giờ vẫn cứ như người không hồn. Tội nhất là thằng Cu Tèo nó khóc lả cả người đi, miệng thì liên tục gọi chị gái. Để nỗi thằng Hai phải đưa em trai sang cửa nhờ một người bà con, cho đến khi nào khâm điểm xong thì đưa cu cậu trở về. Ngồi thêm một lúc nữa thì từ bên ngoài có bóng người chạy tới. Anh Nhân à! Không mất quá nhiều thời gian để ông Nhân nhận ra đây là ông Chiến, người bạn thân của mình. Anh Chiến,
sao lại dâm nỗi nơi hại anh nhân. Tôi vừa mới đi họ dọn dẹp mồ mà các cụ trong họ. Về tới nhà nghe mọi người kháo nhau, tôi còn không tin vào tay của mình. Tôi mới đích thân đến đây. Sư cổ đã có chuyện gì? Mấy hai hôm trước tôi sang đây cháu nó còn bình thường khỏe mạnh. Tôi cũng không chấp nhận được chuyện này. Nửa con mười mấy năm, đến bây giờ nó bỏ tôi đi theo cách này chứ. Anh bình tĩnh đi. Anh là trụ cột gia đình. Anh phải mạnh mẽ cứng rắn để cho chị và các cháu bình tĩnh theo. Người tiếp theo xuất hiện đó là Phúc, người yêu của con ba. Cậu ta chạy tới với dáng vẻ hoảng hốt. Ngày đầu tiên mà Phúc cầm đó là Hai. Anh đang pha trà rót nước mời mọi người đến dự đám tang. Này cậu Phúc, cậu đi đâu vậy? Anh Hai à, anh nói cho em biết rốt cuộc có chuyện gì vậy? Thằng Hai đưa mắt nhìn vào trong rồi kéo Phúc ra một góc. Sau khi kể lại, Phúc òa khóc. Em đi học từ sáng đến giờ, vừa mới về thì nghe mẹ em nói em chạy qua đây. Anh Hai à, sao lại ra đông nỗi này? Nhưng lúc bọn em đi chơi với nhau, chưa bao giờ cô ấy có vấn đề gì về tim. Thậm chí có hồn chạy đi đùa giỡn với nhau trên bờ đê, mà ba còn chạy nhanh hơn cả em đấy. Cái này thì không biết được, vì bác sĩ người ta khám nghiệm ra như vậy. Mà nếu không phải như kết luận đó thì làm gì còn lý do nào khác. Anh cho em hỏi, cái này không phải ở nhà ba cái có đánh em ấy nữa không? Không còn đánh nó nữa, chỉ đánh cái hôm mà nó đi chơi với mày thôi. Với lại hôm qua nó bảo là nó ốm mỏi trong người, mẹ cũng chẳng mắng chửi gì ấy, vậy mà nó lại... Anh à, bây giờ sư khâm liệm, anh có thể cho em vào nhìn mặt em mấy lần cuối được không? Cái này mẹ cứ đứng đây để tao vào hỏi ý kiến bố mẹ đã. Chứ nhiều khi thấy mày họ lại kích động giống như hôm bữa đấy thì không có hay lắm. Dạ vâng, em biết rồi. Nói tới đây thì thằng Hai quay lưng trở vào trong nhà. Người đầu tiên nó nói chuyện chính là ông Nhân. Và với bản tính ôn hòa của mình thì ông gật đầu, thì cứ cho nó vào đi. Nhưng đến khi bà Hương biết, bà liền trừng mắt rồi quát. Nó đâu? Cái thằng chó chết nó đâu? Chính nó hại chết con gái của tao. Nếu như nó không dụ dỗ rồi bị tao ngăn cấm, lấy bệnh tình con bé làm sao bộc phát được chứ? Trời đất ơi, mẹ nói cái gì thế? Chuyện này có liên quan gì tới thằng Phúc đâu? Sao lại không có liên quan? Liên quan hết đấy. Nếu như không có nó sẽ không có cái chuyện này đâu. Thôi nào, bà bình tĩnh đi, đừng có vô lý vậy chứ. Dù gì thằng Phúc với con gái mình cũng đã qua lại một thời gian, giờ nghĩ từ lại nghĩ tận, mà phải để cho thằng Phúc nhìn mặt con ba lần cuối chứ. Không, không có nhìn cái gì hết. Tôi nói rồi, cái thằng đó không được phép bước vào trong nhà này, nếu không tôi cắn lưỡi chết cho mà xem. Tôi không muốn, nhưng đúng là hai bố con của ông Nhân không còn cách nào khác. Đích thân ông bước ra ngoài nói chuyện với Phúc. Không biết hai người đã nói chuyện gì với nhau, nhưng mà trông cậu thanh niên có vẻ đau khổ lắm. Nói xong thì cũng cúi đầu rồi quay lưng rời đi. Trời tới hơn một chút, cũng sắp đến giờ làm lễ khâm liệm. Mọi công tác chuẩn bị lúc này đều đã hoàn tất. Ông thầy Tâm đi chung quanh chiếc quan tài rồi miệng lẩm bẩm gì đó. Nếu như để ý kỹ thì thấy mấy ngón tay của ông như thể đang vẽ vời gì đó vào không khí vậy. Đợi cho kim đồng hồ chỉ đúng vào 7 giờ tối thì lúc này thi thể của ba được quấn trong lớp vải xô rồi khuân đặt vào trong chiếc quan tài. Giây phút này đây, bà Hương lại được một phen khóc lóc đầy thảm thiết. Con ơi, sao con nỡ bỏ mẹ đi như vậy chứ? Mẹ biết làm sao đây? Tiếng than khóc của bà vừa dứt thì đột nhiên từ bên ngoài có một cơn gió mạnh thổi vào, làm cho tất thảy những ngọn nến và mấy cái bóng đèn dầu đều vụt tắt. Bầu không khí lúc này tối tăm khiến cho vài người giật mình. Ông thầy Tâm thì la lớn, mau thắp đèn lại lên, mau lên. Lần lượt ông Nhân cùng con trai của mình chạy đến bàn hương án để châm lửa, thắp nến và đèn dầu trở lại. Thế nhưng ngọn lửa cứ leo lét đến đâu thì lại bị cơn gió thổi tắt đi đến đó. Thấy không ổn cho nên ông Nhân khép luôn cánh cửa nhà lại. Giờ thì không thể để gió lọt vào làm tắt đèn được nữa. Nhưng cái âm thanh mà nó tạo nên qua mấy khe hở trên cánh cửa giống như là tiếng than khóc rên rỉ của con người vậy. Ông thầy Tâm quay sang nhìn mấy người còn lại rồi thúc giục. Mau đưa con bé vào trong quan tài, đóng đinh kỹ lưỡng lại đi. Mọi người nghe thấy như vậy thì nhanh chóng làm theo. Đôi chừng nửa giờ đồng hồ sau thì chiếc đinh cuối cùng cũng đã được đóng xuống. Cố định nắp quan tài thì ông thầy Tâm mới thở vào một hơi. Chờ hết, ông lấy từ trong túi của mình ra một lá bùa màu vàng nhạt rồi dán xuống mặt
của chiếc quan tài. Thế hành động này có chút khác lạ so với những cái đám tang mà mình từng chứng kiến. Ông Nhân mới bước tới rồi hỏi: Ủa thầy Tâm, cái lá bùa gì vậy ạ? Không có gì đâu, chỉ là hôm nay không được ngày cho nên tôi dán cái lá bùa này để cầu bình an cũng như là xua đuổi tà khí. Ông bảo mọi người chuẩn bị một mâm cơm chay để là nữa tôi cúng cơm cho con bé. Dạ vâng ạ, con đi ngay. Nhưng trong cái buổi lễ cúng cơm thì những chuyện lạ lại liên tiếp xảy đến. Khi thì bát đũa ở trên bàn thờ tự dưng rơi xuống đất, rồi đến cái tách trà đột nhiên chuyển sang một màu đen thẫm bốc mùi hôi. Ông thầy Tâm lúc này tuy vẫn đọc thần chú rồi làm lễ, nhưng nếu để ý kỹ thì trong vẻ mặt của ông có gì đó không có được bình thường cho lắm. Mồ hôi thì chảy ướt đẫm mà trên trán. Chưa dừng lại ở đó, bàn tay của ông cứ không ngừng bắt ấn rồi hướng về cố quan tài của con ba. Đợi cho mấy nén hương tàn xong, ông thầy đứng dậy lau mồ hôi. Ông Nhân lúc này bước tới: Thầy chắc là mệt rồi, mời thầy ra ngoài bàn ngồi nghỉ ngơi rồi dùng cơm với gia đình của con. Bữa ăn chỉ đạm bạc thôi, mong thầy không chê à? Không, tôi có việc phải đi. Trời đang tối thì còn đi đâu? Tôi có việc ở nhà cần lo liệu, một lát nữa tôi sẽ qua. Ủa, đêm nay làm lễ cúng nữa hả thầy? Không, chỉ là tôi muốn làm thêm một cái lễ cầu bình an cho nhà ông thôi. Ông Nhân nghe đến đây thì có chút cau mày. Thưa thầy, từ nãy đến giờ thú thật là tôi có nghe theo dõi thầy cúng kiến, cho nên mạn phép hỏi, thầy có chuyện gì giấu chúng tôi phải không? À, đâu giấu gì đâu, thầy cứ nói đi. Tôi tuy không có hiểu biết gì nhiều trong cái chuyện cúng kiến, nhưng mà tôi cũng cảm nhận được thầy có gì giấu tôi chứ. Thầy Tâm nghe đến đây thì liền thở dài. Ông đưa mắt nhìn chung quanh một lúc rồi nói thêm: Chuyện này tôi không phải là không muốn nói, nhưng mà chưa có gì rõ, cho nên tôi sợ gây cho mọi người hoang mang. Sao lại hoang mang à? Thầy cứ nói đi. Chỉ là khi tôi vừa tới đây, tôi đã thấy ở nhà ông âm khí bao phủ rất nhiều, mà cái âm khí này khó có thể hình thành ở một người vừa mới mất. Còn một điều nữa, cái thời gian mất con gái của ông không được xác định rõ. Ông nói với công an người ta khám nghiệm bảo là từ 1 giờ cho đến 4 giờ sáng. Dạ vâng, như vậy thì khó tính lắm. Bởi vì nếu tỷ lệ 1 hay tính đồng hồ thì tôi khó mà tính toán chu toàn. Vậy nên là tôi mới dùng phương pháp loại trừ, rồi chọn một cái khung giờ chiều tối này để hạn chế bớt những giờ xấu. Nhưng trong lúc làm lễ thì những chuyện lạ xảy đến, tôi lại có cảm giác gì đó mình đã tính sai. Vậy ý là bây giờ khâm liệm của con ba nhà tôi phạm phải giờ xấu? Rất có thể là như vậy. Ngoài ra thì tôi không biết gia đình ông dạo này có chuyện gì không, có cãi vã hay bất đồng con ba với ai trong gia đình không. Cái này tôi nói thật thì ông cũng phải nói với tôi, không có được giấu. Cái này thưa thầy là cũng có. Con ba bị vợ tôi nó ngăn cấm cái chuyện tình cảm, mới 2 hôm trước bảy đánh mắng nó. Không nghĩ thì con bé có nghe lời của vợ ông không, hay là đem lòng thù ghét? Tôi nghĩ là nó cũng có chút ghét vợ tôi đấy. Vậy thì chuyện này càng lúc càng phức tạp rồi. Một khi mà vong hồn của con bé chết trẻ như vậy, rồi lại mang lòng oán hận thì dễ biến thành lệ quỷ. Đã thế cái bộ quần áo nó mặc khi tôi vừa mới tới đây lại là bộ quần áo có màu đỏ. Đây cũng là lý do mà tôi bảo với ông và mọi người mau chóng thay quần áo cho nó. Vậy theo thầy bây giờ phải làm gì? Ông cứ bình tĩnh, giờ tôi về nhà lấy thêm chút đồ rồi tôi qua. Chắc là không có chuyện gì đâu, nhiều khi chỉ là tôi nghĩ nhiều vậy thôi. Dạ, chăm sự nhà thầy, có gì thầy báo lại với tôi ngay nhé. Được rồi, ông cứ an tâm đi. Nói tới đây thì ông thầy Tâm rời đi. Nhìn bóng lưng của đối phương mà ông Nhân cảm thấy hoang mang. Trở lại vào bên trong nhà lúc này thì trong gian linh đường chỉ có một mình, cho nên ông bước tới cho bàn hương án của con gái, xuất một nén hương rồi châm lửa. Để cho làn khói hương tỏa lên thì ông mới lầm rầm khấn vái: Bà, con sống khôn thác thiêng, con nghe những lời bố nói hay không? Thực ra thì bố không mong muốn có cái bi kịch này. Con không biết tính mẹ con nhiều chuyện, chuyện gì cũng hay làm quá lên, thành ra đánh mắng con và nói những lời khó nghe. Chứ kỳ thực bố không có suy nghĩ nặng nề gì với chuyện mày với thằng Phúc cả. Bố định đợi cho mẹ nguôi giận rồi sẽ tính, sau này thằng Phúc nó ăn học đàng hoàng rồi thì... Thế nhưng ông Nhân chỉ nói dứt câu thì từ bên ngoài cái cơn gió kỳ lạ lúc nãy lại xuất hiện, làm cho đèn đóm trong cả hai gian phòng cũng tắt đi hết.
trời đất tới gió gì mà lắm thế. Vừa nói ông Nhân vừa cắm vội nén hương rồi khép cửa lại. Xong xuôi ông lấy cái hộp diêm tiến tới đỉnh thắp lên ngọn nến. Và rồi khi ánh sáng leo lét từ ngọn nến tỏa ra, ông Nhân như thể chết lặng. Bởi vì ông trông thấy sau ánh nến là gương mặt của con gái mình. Cái gương mặt trắng bệch cùng với cặp mắt không có tròng đen. Theo phản xạ ông giật lùi về đằng sau va phải cánh cửa chưa đóng chốt. Mất đà ông Nhân ngã rúi ra bên ngoài. Tiếng động từ cú ngã khiến cho mọi người lúc này nhanh chóng có mặt. Người đầu tiên chạy đến là thằng Hai, anh cuống quýt. Bố sao vậy? Không có gì đâu, ta chỉ bị trượt chân. Trời đất ơi, vậy mà bố làm con hết hồn. Bố không sao chứ, có đau không? Không, ta không sao cả. Bà Hương thì thấy đèn đóm bị tắt, bà liền bước tới thắp lại. Khi ánh sáng phần nào bao trùm cả căn phòng thì ông lúc bấy giờ mới đứng lên. Ông đưa tay vỗ vào trán của mình rồi miệng lẩm bẩm: thôi không có gì đâu. Mà cơm nước sao rồi, dọn đây cho mọi người ăn đi. Cái này ông an tâm, bà con họ hàng đến đây tôi chuẩn bị ăn nhà ở dưới gian sau cả. Giờ chỉ còn ông và thằng Hai thôi. Thế bà không ăn hả? Tôi không có đói. Hai bố con ông cứ xuống đó lấy cơm đi, để tôi ngồi đây trông quan tài con ba. À còn nữa, thằng Hai, đang ăn cơm xong sang nhà đón thằng Tèo về cho nó thắp hương. Dạ vâng ạ. Trời tối hơn một chút, thầy Tâm cũng quay trở lại với cái túi đồ nghề của mình. Ông Nhân thì sợ bà Hương lo nghĩ lung tung, cho nên cũng giấu nhẹm đi chuyện, rồi lấy lý do là mời ông thầy đến để thêm lễ cầu siêu cho con gái. Cái buổi lễ của ông thầy diễn ra khá chóng vánh, chỉ đâu đó chừng hơn nửa giờ. Xong rồi ông đứng lên, nhưng cái gương mặt thì vẫn không được tự nhiên cho lắm. Nhân lúc mọi người không để ý, thế là ông Nhân bước tới. Thưa thầy, sao rồi thầy? Làm lễ ổn cả chứ? Ông thầy Tâm lắc đầu thở dài. Vừa rồi tôi làm một cái lễ có thả mấy đồng xu xin keo, thế nhưng mà quẻ nó hiện lên lạ lắm. Thế là tôi bất đắc dĩ phải ngừng lại. Tôi có cảm giác chuyện này ngày càng phức tạp hơn đấy. Vậy bây giờ phải làm sao thầy? Hôm nay không xin keo được, phải đến ngày mai. Sau khi làm lễ cúng cơm xong thì tôi sẽ xử lại lần nữa. Nếu được thì cũng sẽ gọi hồn con gái cống lên. Lúc đó hai bên dễ dàng nói chuyện với nhau. Tôi nghĩ là một gia đình thì những cái chuyện này không quá nghiêm trọng. Chỉ cần mọi người cùng nhau an ủi vong hồn con bé là được. Vâng, thầy cứ làm đi. Tiền ông bao nhiêu tôi chi trả. Chỉ cần làm mọi chuyện được êm thấm. Cái này thì ông cứ yên tâm. Từ trước giờ ở làng này đâu hề nề hà những cái chuyện như vậy. Thế bây giờ không còn sớm, tôi xin phép. Chuẩn bị đi xin mấy lá bùa cùng với ngồi thiền định để lấy lại trí lực, để ngày mai tập trung làm lễ cho nhà ông. Dạ vâng ạ, thầy đi thong thả. Sau khi tiến ông thầy Tâm đi, cũng có vài người bà con cũng về theo, bởi họ không ở được qua đêm. Thành ra là quanh đi quanh lại chỉ có mấy người nhà ông Nhân cùng với độ 5 người bà con khác. Nhưng như vậy cũng là đủ để tạo nên một không khí ấm cúng. Chưa dừng lại ở đó, độ hơn 10 giờ khuya thì có tiếng bước chân từ bên ngoài vọng tới. Anh Nhân ơi! Không mất quá nhiều thời gian để ông Nhân nhận ra đây là ông Chiến, người bạn thân của mình. À, tôi đây, anh sang chơi à? Vâng, tôi nghĩ đêm nay chắc anh cũng không ngủ sớm được. Sẵn với nhà nội có chai rượu thuốc mọi người ngâm, vì chút cá nướng cho nên tôi mang qua. Anh em mình làm vài chén giải sầu. Quý hóa quá, cảm ơn anh nhiều lắm. Có gì đâu mà ơn với nghĩa. Thôi anh cầm rượu với chỗ cá đi, để tôi vật thắp cho cháu nó nén hương. Dạ, mời anh. Sau khi hương khói xong, hai người đàn ông kéo nhau ra dưới mái hiên, trải chiếu để ngồi xuống. Chai rượu nhanh chóng phát huy tác dụng khi hai người ngồi uống mà như quên cả thời gian. Đến khi chén rượu cuối cùng được rót ra thì trời cũng đã khuya lắm. Ông Nhân liền đề nghị: anh Chiến này, đêm nay anh ở lại đây ngủ luôn, chứ uống 3 chén rượu rồi đi về gió máy nguy hiểm. Vậy cũng được, đành làm phiền anh rồi. Có gì đâu mà phiền chứ. Để tôi vào nhà chuẩn bị chỗ cho anh nằm, ngồi đây đợi tôi một lát. Ông Chiến gật gù. Ngoài ông ra thì cũng còn có vài người khác cũng đang còn thức, nhưng chủ yếu là cánh đàn bà phụ nữ ngồi với bà Hương ở bên trong nhà để tám chuyện giết thời gian. Ông Chiến cũng không muốn ngồi yên mà lọ mọ ngồi thu dọn chai rượu cùng với chỗ mồi nhậu còn sót lại. Khi mang ra cái chỗ đựng rác bên góc nhà, ông Chiến vô tình nghe thấy bên tai của mình có một thanh âm truyền tới. Cái tiếng này cứ như là giọng của ai đó đang rên rỉ vậy. Lấy làm lạ, ông mới quay sang nhìn ngó
và cũng không mất quá nhiều thời gian để ông tìm được thưa phát ra âm thanh kia. Đây là một bóng đen đứng lẩn khuất trong cái đống rơm sau nhà. Ai đó? Sau tiếng gọi này của ông Chiến thì bóng người kia quay lưng chạy thẳng về cái giếng sau nhà. Máu tò mò của ông Chiến nổi lên, thế là ông liền bám theo. Nhưng là ở chỗ khi ra đến vườn sau, ông lại không trông thấy bóng người kia đâu nữa. Trời đêm nay có trăng tuy không tròn nhưng cũng đủ để trông thấy được lờ mờ mọi thứ. Anh Chiến ơi, anh Chiến, anh đâu rồi? Là giọng của ông Nhân. Tôi đây. Anh đi đâu ra ngoài đó, đi vệ sinh hả? À. Tất nhiên là ông Chiến không kể lại chuyện vừa rồi cho bạn của mình nghe, mà có kể thì cũng chẳng biết kể thế nào. Khi vào trong nhà, ông được đưa về một phòng trống sau gần gian bếp. Căn phòng này vốn không dùng để ngủ mà chỉ là chỗ để cất đồ đạc trong nhà. Thành thử ra nằm được một lúc, ông cảm thấy ngột ngạt. Một phần vì khí hậu có chút oi bức, phần nữa là trong phòng không hề có cửa sổ. Thế là ngủ được chừng 2 giờ, ông Chiến tỉnh dậy, bước ra ngoài lấy theo cái bao thuốc lá. Khi ra đến phòng khách nơi đặt chiếc quan tài và bình hương án của con ba, thì ông thấy ở đây lúc này, tuy có 2-3 người nhưng họ đều nằm ngủ gục hết. Nén hương trên bàn thờ cũng đã tàn hẳn. Ông nhét bao thuốc lá vào túi của mình rồi bước tới, thắp lại nén hương mới. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như đang lúc châm lửa, thì bên tai của ông nghe văng vẳng, nghe như tiếng rên rỉ kỳ lạ vọng tới bên tai của mình. Quái, cái tiếng gì vậy? Theo phản xạ, ông quay lưng đưa mắt nhìn. Giờ thì dưới ánh sáng từ mấy ngọn nến và chiếc đèn dầu, ông đã nhìn rõ hơn. Ở ngay góc phòng đối diện nơi ông đứng, tiếng rên rỉ phát ra từ một cái bóng người có phần khá quen mắt, là bởi vì đó không ai khác chính là con ba, cô gái yểu mệnh, chủ nhân của chính cái tang lễ này. Con ba hiện lên với dáng vẻ đầy đáng sợ, nhưng cũng gần như ngay lập tức, toàn bộ những ngọn nến đèn đóm trong phòng đều tắt đi. Một không gian u tối bao trùm lên tất cả. Nhưng với những gì đã từng trải qua trong 2 năm vừa rồi, ông Chiến không một chút hoảng sợ. Ngược lại, ông chắp tay lại lầm rầm khấn vái. Ba, có phải là con không ba? Không có tiếng đáp lại những lời ông Chiến nói, nhưng ông có thể cảm nhận rõ ràng cái luồng hơi lạnh đang bao trùm lấy cơ thể của mình. Ông tưởng tượng ra cái bóng của con ba đang lượn lờ chung quanh. Cũng phải mất gần chục phút khi bắt đầu nghe, thấy trở lại những tiếng ngay khe khẽ của những người nằm ngủ, ông Chiến lúc bấy giờ mới hoàn hồn. Ông vội châm ngọn đèn dầu cho sáng trở lại. Tất nhiên là khi ánh sáng lóe lên, không còn trông thấy bóng dáng của bà đâu nữa. Có chút thở dài, ông thắp lại nén hương, miệng lầm rầm khấn vái thêm vài câu, rồi trở về chỗ nằm của mình. Ông Chiến cứ nằm trằn trọc cho đến tận sáng thì mới có thể chợp mắt. Đến sáng hôm sau khi tỉnh dậy, ông đã thấy mọi người trong nhà chuẩn bị cho cái lễ cúng cơm. Ông Chiến vốn định chuyện trò với người bạn của mình, mà ông Nhân nên mời thầy Pháp về cúng cầu siêu cho con gái. Nhưng lúc này đang có khá đông người cho nên ông không tiện nói. Dự định là đợi chiều tối nay sẽ sang lại chơi, nhân lúc vắng người mà chuyện trò với người bạn của mình. Nhưng có điều ông Chiến không thể ngờ được rằng, đã là vào đầu giờ chiều khi ông quay lại nhà của người bạn, thì đã nghe thấy những tiếng khóc than vang lên liên hồi. Ủa, không phải lúc di quan, để con bé đi chôn cất sao lại khóc lóc thảm thiết vậy chứ? Tò mò, ông Chiến dựng xe tiến vào. Khi bước qua cửa nhà, đập vào mắt của ông là cố quan tài và bàn hương án của con ba. Nhưng những tiếng khóc than lúc này không hướng về cố quan tài mà lại nằm ở phía phòng ngủ gần đó. Bước thêm vài bước nữa, đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, ông Chiến thấy bà Hương đang vẩn vã khóc, ôm lấy một thân người đã lạnh cứng. Đang nói hơn hết, cái thân người này chính là thằng Hai, đứa con trai lớn của bà. Ngoài bà Hương ra thì ông Nhân, thằng Cu Tèo và vài người bà con họ hàng cũng đứng chết lặng chung quanh. Anh Nhân, chuyện gì vậy anh Nhân? Nghe tiếng gọi tên của mình, ông Nhân đưa mắt nhìn theo. Quả thật những cái chuyện này quá sức tưởng tượng đối với ông Chiến. Càng hỏi một lúc thì ông mới được tiết lộ rằng, lúc trời này khi mọi người vừa mới làm lễ cúng xong, thấy trên trời mây đen kéo đến dày đặc, ông Nhân xe con của mình ra gian nhà sau, mang đống củi vào trong bếp, kèo để mưa xuống rồi làm ẩm hết củi không nấu nướng được gì. Thằng Hai vừa đi được một lúc thì mọi người nghe tiếng la của nó lớn.
Khi chạy xuống, ai nấy đều tá hỏa khi chứng kiến cảnh tượng thằng hai nằm sõng xoài trên mặt đất, đầu của nó đập vào thành giếng máu chảy lã lề. Hoảng quá, mọi người hè nhau đưa nó đi cấp cứu, nhưng được nửa đường thì vì bị mất máu quá nhiều, vì thường lại trúng chỗ hiểm, cho nên thằng hai tắt thở ngay lúc ấy. Sao số của tôi lại khổ thế này hả? Bà Hương kêu gào, đưa tay đấm thùm thụp vào ngực của mình. Ông trời ơi, ông có mắt không? Còn bà nó còn chết chưa có kịp chôn, bây giờ lại đến thằng hai. Ông muốn gì? Ông hút hết lên đầu của tôi đây. Ông muốn giết thì giết tôi đi, để tôi được gặp hai đứa chúng nó. Vừa nói bà Hương vừa đập đầu của mình vào thành giường. Không may mà có mấy người bà con họ hàng chạy tới để can ngăn. Một lát sau thì một chiếc quan tài thứ hai được người ta chuyển tới. Đến ông thầy Tâm lúc này vẫn là người tổ chức khâm liệm rồi làm lễ phát tang. Sự việc của nhà ông Nhân nhanh chóng thu hút tất cả mọi người trong làng. Họ đến chia buồn phụ giúp cho hai cây tang lễ diễn ra được chu toàn. Và đây có lẽ cũng là trường hợp cá biệt, khi từ trước đến giờ mọi người chưa từng ai phải đi dự cái đám tang đôi như vậy. Thời gian dần trôi về cuối ngày, tuy có đến cả mười mấy, 20 người trong nhà, nhưng bầu không khí lúc này lại đặc quánh. Ông Nhân ngồi thất thần trên chiếc ghế tựa, đưa mắt nhìn hai cái quan tài. Trên tay ông là chai rượu đã uống gần cạn. Không phải thôi là bởi vì trong lúc này đây, thì ai mà không đau buồn được cơ chứ. Ông Chiến thì đêm nay không uống là bởi vì bụng dạ cũng bất chợt có cơn đau dạ dày. Thế nhưng ông cũng ngồi kế bên người bạn chiến hữu của mình. Trời bên ngoài lúc này đã có lác đác vài hạt mưa. Ông Chiến bấy giờ thì thầm: anh Nhân này, anh vào trong nhà ngồi đi, chứ ngồi ở đây mưa tạt rồi cảm lạnh đấy. Tôi không sao đâu. Ông Nhân lắc đầu lại đưa chai rượu lên miệng, ngửa cổ tu một hơi. Đúng lúc đó từ trong nhà thằng cu tèo chạy ra. Bố ơi! Cái gì đó? Sao muộn rồi không đi ngủ đi? Thôi bố ơi, con không dám ngủ. Sao lại không dám ngủ? Mày đừng có bày trò, ta đang mệt đấy, ta đánh đòn. Nhưng mà bố ơi, con không dám ngủ thật, bởi con ngủ con lại thích chị ba. Câu nói này của thằng bé khiến cho ông Nhân cựng lại, ông trừng mắt rồi nghiến răng. Cái thằng này, mày nói cái gì hả? Mày học ai rồi nói linh tinh phải không? Mau bước lại đây, ta đánh cho một cái để mày nhớ. Thằng Tèo lắc đầu, miệng của nó cứ nói liên tục. Con thấy chị ba thật, trông chị ba đáng sợ lắm. Miệng chị ba có răng nanh, tay của chị ba có móng vuốt. Ông Nhân có vẻ không chịu nổi những lời nói vô căn cứ này của con trai, cho nên liền giơ chai rượu lên ném thẳng về phía thằng bé. Công mày cô ném không trúng nó, nhưng làm cho cái chai va vào trong vách tường rồi vỡ tan. Nghe tiếng đập trong nhà có vài người chạy ra. Mày làm cái gì vậy Nhân? Sao lại tùy tiện đập đồ thủy tinh vậy? Mấy cái mảnh vỡ như vậy thằng Tèo nó dẫm phải thì sao? Mày chỉ còn mỗi mình nó thôi đấy. Ông Nhân không có đáp gì cả. Còn mấy người bà con kia thì chia nhau, người bế thằng Tèo vào trong, người thì lấy chổi quét. Còn ông Chiến thì đợi cho mọi người tàn đi, ông mới thì thầm: anh Nhân này, tôi có chuyện này muốn nói. Chuyện gì vậy? Tôi thấy thằng Tèo nó nói không phải không có lý đâu. Lại đến lượt ông bênh vực cho nó à? Cái thằng này nó hư lắm. Chắc là nó ban ngày nghe đến nào nói bậy bạ rồi nó học theo đó. Anh không tin thằng bé sao? Tất nhiên rồi, sao tin mấy cái lời đó. Vậy nếu tôi nói, tôi cũng nhìn thấy con ba thì nghĩ sao? Cái gì? Ông đừng đùa tôi chứ. Tôi không đùa đâu, cái này tôi nói thật. Tôi cảm thấy nó chẳng phải là ngủ mơ gì cả. Ông Chiến kể lại chuyện đêm qua, ông trông thấy bóng của con ba nghiện lên. Kể xong ông thở dài bảo: tôi biết nói ra rất khó để chấp nhận, nhưng anh nên tin đi. Tôi nghĩ lúc ấy không phải tôi nhìn nhầm. Câu chuyện vong hồn người mới mất hiện ra là điều bình thường, không có gì lạ. Với lại con ba nó mất khi còn trẻ, nên tôi nghĩ tốt nhất anh nên mướn thầy về cúng cầu siêu cho nó. Họ gọi hồn của nó lên, hỏi xem thử cần gì. Nhiều khi nó đói khát lạnh lẽo, mày phải đốt giấy tiền vàng mã xuống cho nó. Tôi không cần đâu. Anh không cần lo. Mấy cái chuyện như vậy tôi cảm ơn anh. Cái chuyện cung kiến tôi nhờ thầy Tâm trong làng, anh không cần lo đâu. Nếu mà anh đã nhờ ông Tâm rồi thì thôi, tôi không nói nữa. Còn bây giờ đã khuya, anh uống nãy giờ cũng nhiều, vào trong nằm nghỉ đi. Tôi chưa buồn ngủ, nhà vẫn còn chai rượu nữa, anh uống với tôi được không? Cái này thu thật là bụng dạ tôi hôm nay không được ổn cho lắm, nó cứ nóng gian vô cùng khó chịu. Giờ mà tôi uống với anh thì thế nào, lát nữa khuya tôi cũng sẽ ôm cái nhà vệ sinh. Vậy thì anh lấy giúp tôi chai rượu đi, tôi muốn uống cho thật say.
Biết không thể cản được người bạn của mình cho nên ông Chiến đành đứng lên, sau đó bước vào trong nhà. Vì dọn chỗ trống để ngay cái quan tài cho nên mọi thứ đồ đạc đều được mang hết ra cái phòng kho nên ông ngủ vào đêm qua. Ông Chiến lần mò men theo cái hành lang, khi đã lấy xong chai rượu đang định qua lên, ông thấy cánh cửa trên phòng ngủ gần đó mở hé. Nếu như bình thường thì ông chẳng quan tâm gì đến cánh cửa kia, nhưng không hiểu sao ông lại loáng thoáng thấy có bóng người bước vào. Máu tò mò nổi lên, thế là ông mới bước tới để ghé mắt nhìn vào. Và rồi cũng chính cái sự tò mò này làm ông trông thấy một cảnh tượng kinh hãi. Đây là bà Hương đang nằm gục trên giường. Dưới cái ánh đèn dầu leo lét kế bên, ông thấy rõ trong cổ tay của bà có một dòng nước đỏ thẫm đang chảy ra. Không cần đoán cũng có thể cảm nhận được đây là máu. Từ bên ngoài ông chạy tới: chị Hương ơi. Trong phòng lúc này không còn ai khác, ông dùng cái bàn tay của mình bóp chặt vào vết thương trên cổ tay của bà. Miệng thì ông gọi lớn: Có ai không? Đâu bây giờ ông Nhân cùng với hai ba người bà con khác giật mình chạy vào. Khi chồng thấy vợ, ông Nhân liền thốt lớn: Bà ơi, bà làm cái gì thế? Bà Hương lúc này đã chìm vào cơn mê man không thể trả lời được. Mọi người cũng nhìn kỹ phát hiện một con dao ở gần đó. Hay nói đúng hơn là vết thương trên tay là từ việc bà dùng con dao như một cách để mà kết thúc mạng sống của mình. Ông Chiến bấy giờ gào lớn: Mọi người, ai có xe máy cho tôi mượn, đi chị Hương đi cấp cứu. Không may là trong số những người bà con có một người khá già cho nên đi đến đám tang bằng chiếc 67. Người này ngồi lái ở trước, kế đến là bà Hương với cái cổ tay được băng bó bằng một mảnh vải nhỏ xé ra từ cái vạt áo. Còn ngồi ở phía sau giữ là ông Nhân. Chiếc xe rời đi bỏ lại những cặp mắt đầy ái ngại. Và khi cái cảnh trong gia đình có đến cái đám tang thứ ba, thì tin tức được người bà con kia từ trạm xá chạy về báo, bà Hương đã qua cơn nguy kịch. Đừng cấp cứu kịp thời, nhưng vì mất máu khá nhiều cho nên bà phải ở lại bệnh viện để tĩnh dưỡng. Còn ông Nhân thì phải lo cho đám tang cho nên đành nhờ mấy người bà con khác lên trông hộ vợ mình. Cái trông ở đây không phải là lo chuyện ăn uống hay thuốc men, mà là trông chừng, không cho bà Hương tiếp tục làm hành động dại dột, thiếu suy nghĩ như vậy. Sáng hôm sau, cái tang lễ của bà Hương tuy không còn ai khóc lóc ỉ ôi thảm thiết như hôm qua nữa, nhưng bù lại cái bầu không khí lạnh lẽo như thể bao trùm lên tất cả. Ông thầy Tâm lúc này làm nguyên một cái lễ rất lớn, bày biện đủ mọi bùa chú ở giữa sân. Hai tấm di ảnh từ bên bản hương án của hai đứa con ông Nhân được mang ra đặt lên trên bản lễ ấy. Buổi lễ cầu siêu gọi hồn chính thức được bắt đầu, mà màn khá thuận lợi khi thầy Tâm gieo liền mấy quẻ đều được cả. Nhưng cho đến khi nén hương được thắp lên, ông gọi tên của con ba, thì bầu trời bắt đầu chuyển sang giông gió, mây đen kéo tới dày đặc, kèm theo đó là sấm chớp liên hồi. Ông thầy ngước mắt lên nhìn, cặp mắt lộ rõ vẻ lo lắng, nhưng cũng vẫn cố gắng để đọc nốt câu thần chú. Sau khi dứt câu, ông thở phào một hơi, sắc mặt cũng giãn ra. Ổn rồi, ổn rồi. Tiếp đến ông lấy một tờ giấy nhỏ, vẽ vời miệng thì lẩm bẩm: Bà, mày hãy theo cái tờ sớ này mà khai thị, để cho tao nói chuyện. Và rồi vừa dứt câu thì đột nhiên cái tờ sớ trên tay của thầy Tâm phật lên cháy dữ dội, mặc dù không hề được ông đưa lại gần mồi lửa. Có chút nào đúng, thầy Tâm giật mình về phía sau, đưa tay liền bắt ấn. Nhưng mà càng làm thì trong khóe mắt của ông có một thứ chất lỏng chảy ra giống máu vậy. Đỉnh điểm là tiếng hét thất thanh từ ông thầy. Trước khi ông ngất lịm, khỏi phải nói những gì vừa diễn ra đây khiến cho không chỉ ông mà tất cả những người có mặt đều một phen hoảng hốt. Không phải mất một lúc họ mới định thần lại, rồi nhanh chân đưa ông thầy đi cấp cứu. Những người còn lại thì chẳng biết làm gì ngoài việc dọn dẹp bàn lễ, rồi mang hai tấm ảnh quay trở lại bàn hương án. Chỉ mới vừa ban nãy thôi, cái đám tang còn diễn ra bình thường, vậy mà bây giờ bầu không khí lo lắng hoang mang cứ hiện rõ trên gương mặt của từng người. Ông Chiến lúc bấy giờ bước tới: Anh Nhân à, thầy đứng những chuyện này bắt đầu không ổn rồi, hai anh có cần tôi giúp không? Giúp thế nào? Thì hôm trước tôi có kể đó, tôi quen một ông thầy ở miền Nam, ông ấy giỏi lắm. Giờ nếu như tôi ra bưu điện gọi điện vào bên trong ấy, rồi nhờ người liên lạc thì chắc trong vòng một tuần ông ấy thu xếp ra đến đây. Một tuần ư? Đúng vậy. Thì trước mắt cứ như vậy, rồi trong lúc chờ đợi, ông thử tìm thầy bà nào đó gần đây hoàn tất hai cái lễ tang.
Tôi thấy thế này, ngày giờ ông thầy Tâm đã xem xong, giờ tôi không biết tình hình sức khỏe ông ấy thế nào, nhưng mà có thể dựa vào đó để tiếp tục cử hành tang lễ như kế hoạch. Ông Nhân suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu. Thì không cần đâu, xa xôi quá, không cần đến sự trợ giúp của người anh quen. Để đó tôi đi nhờ mấy vị sư trên chùa. Cái này tôi đã bảo không cần mà. Còn ông thầy Tâm thì ông ấy vốn có tiền sử bị bệnh động kinh, đợt trước cũng từng làm lễ rồi ngất xỉu ở nhà người ta, cho nên cũng không có lạ gì. Nghe thấy những lời này thì ông Chiến biết có nói thêm nữa cũng không được bạn đồng ý. Thế nhưng nếu vì như vậy mà ông từ bỏ thì không phải là bản tính của ông. Thế rồi ngày hôm ấy ông đạp xe chạy thẳng đi bưu điện của thị xã để gọi điện thoại và gửi lời nhắn đến vị thầy Pháp gốc Hoa mà mình quen biết. Thêm 3 ngày nữa trôi qua, tang lễ của ông Nhân cũng đến hồi kết thúc, khi lần lượt buổi sáng là con ba được mang đi chôn cất. Còn tháng 2 thì đến đầu giờ chiều, bà Hương lúc này có thể về dự tang lễ của con, nhưng trông bà tiểu tụy hốc hác lắm. Nghe mọi người kể lại là trong lúc nằm viện, bà cứ liên tục gọi tên con gái của mình trong vô thức, giống như là bà thấy cô vậy, nhưng kỳ thật là chẳng ai trông thấy con ba cả. Giờ đây đứng trước hai cái nấm mồ nằm kế bên nhau mà bà cứ như một pho tượng đá. Ông Nhận một tay rất thẳng cu tèo, tay còn lại đặt lên vai của vợ. Bà ơi, đi về đi, trời sắp mưa rồi. Ông cứ về trước đi, tôi muốn ở lại đây với hai đứa chúng nó thêm một lúc. Không muốn cản vợ mình cho nên ông Nhân đưa thằng Tèo ra ngoài chiếc xe đạp rồi trở về. Khi về đến nhà đang lần mò mở cánh cổng thì ông nghe thấy tiếng con trai của mình. Bố ơi, sao con không thích chị Ba nữa thế bố? Mày lại bắt đầu rồi đấy, nói nhăng cuội gì đấy? Không, chỉ là mọi khi con vẫn thích chị Ba trước cửa, thế mà bây giờ không thấy. Chắc nó đi đầu thai rồi, từ giờ đừng có nhắc nữa nghe chưa? Vâng, con biết rồi. Một tuần sau, tính từ lúc tang lễ của nhà ông Nhân kết thúc thì những chuyện lạ dường như không còn diễn ra. Ông Chiến thỉnh thoảng vẫn sang uống rượu với người bạn của mình. Thành thử ra là ông có chút cảm thấy hối hận khi đã nhờ vị người thầy Pháp người Hoa, nhưng lại không còn cách nào để liên lạc bảo ông ấy đừng đến. Trong lòng cũng Chiến cứ mong rằng vị thầy Pháp vì bận rộn mà không để ý đến lời thỉnh cầu. Thế nhưng không, đến đầu giờ chiều hôm nay, một chiếc xe ôm dừng lại trước cửa nhà thờ tổ của ông Chiến. Vừa mới nhìn thấy người ngồi ở sau chiếc xe, ông bất ngờ rồi đứng dậy chạy ảo tới. Thầy Tứ phải không? Tôi đây. Chờ ông Chiến à, công lâu rồi không có gặp. Cái địa chỉ mà ông cho suýt nữa đi lạc đấy, mà gặp cái cậu xe ôm này nhiệt tình, chứ không biết đến đường nào mà lần. Vâng, à thế cậu ơi, hết bao tiền tôi gửi? Thôi, tiền ông tôi tính cả rồi. Giờ ta vào việc chính nào, đừng có lan man. Thưa thầy, tôi nói cái này xin thầy đừng giận. Sao vậy? Ông Chiến kể lại chuyện của nhà người bạn của mình đã ổn định rồi. Thưa thật là hôm ấy tôi lo quá, lại chỉ biết có mỗi mình thầy nên đành nhờ vả. Anh ở đâu bây giờ mọi chuyện nó trở lại bình thường. Tôi thực sự xin lỗi thầy, xem ra chuyến đi này của thầy công cấp rồi. Ồ vậy sao? Vậy thì có gì đâu mà phải xin lỗi. Gia đình người ta bình an, tôi với ông phải mừng cho họ chứ. Thầy nghĩ vậy tôi cũng mừng. À mà sẵn thầy về quê thì ở thêm 2 hôm nữa. Để đám dỗ nhà tôi xong, tôi với thầy lại bắt xe khách vào miền Nam. Tôi tính vậy thầy xem được chứ? Như vậy thì còn gì bằng. Tôi cũng không có ý định về ngay, lâu rồi mới đặt chân ra ngoài Bắc. À lại thăm thú cảnh vật cũng là điều nên làm. Cuối cùng ngày diễn ra đám dỗ của nhà ông Chiến cũng tới. Cái đám dỗ khá lớn cho nên ông mời gần như cả làng, và tất nhiên không thể thiếu ông Nhân. Khi mời người bạn của mình vào trong mâm thì ông Chiến cũng không quên giới thiệu với thầy Tứ. Thưa thầy, đây chính là người hôm trước con định nhờ thầy đến giúp à? Trái ngược với nụ cười đầy vui vẻ phấn chấn của ông Chiến, thầy Tứ khi nhìn ông Nhân thì có chút khựng lại, sắc mặt rõ ràng không tốt. Ồ thầy, có chuyện gì vậy? Không trả lời ông Chiến, thầy Tứ quan sát ông Nhân thêm một lúc rồi hỏi. Ông này, à có thật là từ hôm chôn cất 2 đứa con xong, trong nhà không xảy ra chuyện lạ chứ? Đúng vậy, không có chuyện gì cả. Vợ tôi ăn ngủ bình thường, thằng Tèo đi học trở lại, thỉnh thoảng nó cũng hay quấy khóc ban đêm, nhưng chỉ cần vợ tôi sang dỗ là nó nín thôi. Nhưng mà thứ cho tôi nói thẳng, cả người ông lúc này âm khí bao quanh nhiều lắm, ấn đường đen kịt, cả mắt ông không có thần sắc. Tôi nghĩ giấc ngủ của ông không được ổn định cho lắm. Tôi nói có đúng không?
Thì cái này chuyện âm khí dương gì đó tôi không biết, nhưng mà đúng là tôi cũng có chút mất ngủ. Nếu được thì lát nữa ông có thể cho tôi ghé qua xem nhóm một chút được chứ? Cũng không có gì phức tạp đâu, tôi chỉ xem qua thôi. Ông Nhân còn đang hoang mang thì ông Chiến bây giờ nói thêm. Anh Nhân à, anh đồng ý đi. Thầy tới đây giỏi lắm, tôi sẽ lấy uy tín danh dự của tôi đảm bảo, không có lừa đảo hay làm gì sai trái đâu. Vâng, thế thì lát nữa ở sau để ăn cỗ xong, mời thầy ghé qua nhà tôi chơi một lúc. Nói là làm, sau khi đến xế chiều thì đám dỗ nhà ông Chiến hoàn tất. Ba người di chuyển về nhà của ông Nhân. Và rồi khi vừa đến cổng thì thầy Tứ khựng lại, đưa cặp mắt đăm chiêu nhìn thẳng vào trong nhà. Hai người từ từ vào đi, cho tôi hỏi thêm chút chuyện. Vâng, thầy cứ hỏi. Theo như tôi nhớ, ông Chiến có kể, trong lúc đám tang cho hai đứa con của ông, có một vị thầy pháp trong làng gặp vấn đề sức khỏe phải không? Dạ đúng, đó là thầy Tâm. Ông ấy thế nào rồi? Dạ, sau khi đưa vào bệnh viện cấp cứu, tình trạng của thầy ngày càng chuyển biến nặng. Ông ấy hôn mê sâu lắm, không có bất cứ một phản ứng nào. Người ta bảo ông ấy bị tai biến. Sau 2-3 ngày đưa đến bệnh viện trên thành phố điều trị, ông thầy cũng không qua khỏi. Mới mấy hôm trước đây tôi đi dự tang lễ của ông ấy. Cho hỏi vị thầy pháp ấy có phải cao chừng này, dáng người gầy, khuôn mặt chữ điền, mái tóc không dài cũng không ngắn ngược về đằng sau. Ồ, sao thầy biết? Ông Nhân trừng mắt ra vẻ bất ngờ lắm. Thầy Tứ thở dài. Tôi không có biết chút gì về vị thầy pháp kia đâu. Chỉ là tôi thấy ở trong sân nhà ông có vong hồn của vị thầy pháp đang chấn niệm ở đó, cho nên mới miêu tả. Thầy nói sao à? Chả lẽ... Theo như tôi đoán thì khi xảy ra chuyện, vong hồn ông thầy đó đã xuất ra ở đây, còn cái thân xác thì được phần vía duy trì sự sống thêm vài hôm. Nhưng sao ông ấy lại ở trong nhà tôi làm gì? Là để trấn quỷ, một loại dạ quỷ khá mạnh, và có lẽ oai lực từ linh hồn của ông thầy pháp này sắp sửa không chống cự nổi. Nhưng cũng nhờ công ta mà mấy hôm nay gia đình công mới êm thấm. Càng nghe ông Nhân lại càng thêm phần bất ngờ. Ông đứng được cái mặt ra. Về phía ông Chiến thì lại tiếp tục hỏi. Thưa thầy, vậy bây giờ phải làm sao đây? Tất nhiên muốn giải quyết vấn đề phải tìm hiểu ngọn nguồn của nó. Đi, ta vào trong nhà nào. Ba người để kính cổng sắt tiến vào bên trong. Anh Nhân này, chị Hương với cô Tèo có ở nhà không? Dạ, Tèo chưa đi học về, và tôi chắc đang nằm nghỉ. Lúc chiều bái bảo đau đầu nên không sang đám dỗ. Khi cánh cửa chính trong nhà được mở ra, nơi đầu tiên thầy Tứ hướng đến chính là hai bàn thờ nhỏ, thờ hai đứa con của ông Nhân. Nhìn quanh một lượt, ông thầy đưa ngón tay lên bấm độn, sau đó ông chỉ thẳng vào bàn thờ của con ba. Là quỷ sinh ra từ đây. Sao? Ý ông là con gái tôi? Đúng, con gái ông đã là lệ quỷ. Một khi linh hồn của vị thầy pháp không còn khống chế nổi nữ quỷ ấy, sẽ khiến gia đình ông lâm vào cảnh tăng tấp đau thương. Nhưng mà làm sao lại vậy? Nó là con gái tôi mà. Vậy chắc hẳn trước khi chết, cô bé phải có chuyện gì uất ức lắm. Chuyện này tôi cũng đã nói với anh Chiến, không có gì nghiêm trọng, chỉ là bọn trẻ nó yêu thương nhau nhăng nhít mà thôi. Vợ tôi có đánh mắng nhưng đâu đến mức phải làm cho con bé ôm lòng thù hận. Chuyện này muốn làm sáng tỏ không khó lắm. Cũng may mà linh hồn vị thể pháp kia vẫn còn khống chế được con gái của ông. Nếu như ông muốn, tôi sẽ làm lễ rồi phong ấn quỷ khí của con bé, từ đó có thể giúp ông nói chuyện được. Nhưng mà cái phép phong ấn này chỉ là tạm thời, chỉ nếu muốn làm mọi chuyện ổn thỏa thì phải bắt được hồn con bé, nhốt lại rồi mang lên chùa. Từ nay đến giờ ông Nhân cũng đa phần nào bị thuyết phục bởi ông thầy Tứ, cho nên bây giờ ông nhanh chóng gật đầu. Thế là buổi lễ được diễn ra. Nó khá đơn giản và nhanh chóng, khi chỉ cần một vài thủy thuật nhỏ cũng như một bài thần chú, ông thầy đã đưa được vong hồn của con ba nhốt vào trong một tấm di ảnh. Bầu trời lúc này cũng dần chuyển sang một màu xám xịt, báo hiệu cho một trận cuồng phong sắp sửa chút xuống. Thầy Tứ một tay ôm lấy di ảnh, tay còn lại vẽ vời gì đó vào không trung. Cặp mắt của ông bấy giờ nhắm lại, đợi chừng vài giây sau mở ra, nhưng cặp mắt lúc này không còn tròng đen, gợi lên cho ông nhận nhớ về cặp mắt của đứa con gái yêu mình. Chừng hít, bắt đầu có những tiếng khóc giấm dứt vang lên. Ông Nhân hoang mang lắm, còn ông Chiến thì bắt đầu mở lời. Con ba, là mày đó không con? Tiếng khóc lại càng lớn hơn, kèm theo đó là cả thân thể người của thầy Tứ run rẩy, như cảm nhận được điều gì,
Ông Nhân bước tới gần hơn, đưa cái bàn tay run rẩy chạm vào vai của đối phương. Con bà, là mày phải không con? Ông thầy tứ ngước mắt nhìn lên rồi mấp máy. Bố, bố. Và cái giọng phát ra từ trong thanh quản của ông giống hệt như của con ba vậy, chứ không phải là cái giọng khàn đặc của một người đàn ông đã quá trung tuổi. Trời đất ơi, con ơi. Ông Nhân lúc này như là vỡ òa, ông ôm lấy thầy tứ như là ôm con gái của mình vậy. Nén cơn xúc động, ông ấy bắt đầu hỏi. Con ba, mày cho bố biết tại sao mày lại thành ra như vậy hả con hả? Rốt cuộc đã có chuyện gì khiến mày hận thù mọi người đến như vậy chứ? Tiếng khóc của con ba lại càng lớn hơn, và rồi một sự thật hết sức bất ngờ được nó tiết lộ. Kể thật, khi cái màn đánh chửi của bà Hương không chỉ ngừng lại ở cái hôm bà phát hiện ra con gái của mình nói dối. Ngày đêm ấy bà có một cuộc nói chuyện ngắn với con gái của mình. Ban đầu thì bà cũng cấm cản bà lịch tuyệt đối không bao giờ chấp nhận Phúc làm con rể của mình. Thế là con bà mới thú thật rằng mình và Phúc đã ăn nằm với nhau. Chẳng hết mấy hôm trước khi cảm thấy cơ thể của mình không được khỏe, cô bảo Phúc đưa đi khám và kết quả đưa ra khiến cô suy sụp lắm. Khi người ta nói cô đang mang thai được 3 tháng. Cái bụng tuy không lộ rõ nhưng ý thức được là không thể giấu được mãi. Còn chưa biết phải đi trình bày mọi chuyện thế nào thì bà Hương là phát hiện ra việc cô nói dối rồi đi với Phúc. Khi biết tin con gái của mình mang thai, bà Hương bấy giờ tức giận lắm. Lúc ấy bà đang định dùng tay bóp cổ cô cho đến chết, nhưng không hiểu sao bà lại ngừng lại rồi quay lưng bỏ đi. Đến sáng hôm sau, còn bà tưởng đâu là mẹ của mình đã nguôi giận. Thế nhưng không, đến chiều thì cô nghe thấy phong phanh của nói chuyện của bà với người hàng xóm rằng bà hỏi chỗ để phá thai. Và tất nhiên là con ba biết thứ gì đang chờ đợi mình ở phía trước. Cũng chính trong đêm hôm ấy, vì quá lo lắng cũng như là sợ hãi mà cái bệnh tim của nó tái phát, dẫn đến việc con ba cùng cái bào thai đang mang trong cơ thể của mình đã trở thành một cái xác không hồn. Đây cũng chính là lý do khiến nó ôm lòng oán hận mà không thể nào siêu thoát được. Còn nữa, cái chết của thằng hai cũng dính dáng đến em gái của mình. Khi mà con ba định hiện ra để báo cho anh trai biết, nhưng vì sự xuất hiện của nó quá đột ngột và có phần kinh dị, cho nên thằng hai hoảng sợ bước lùi, trượt chân đập đầu vào thành giếng. Tai nạn ngoài ý muốn ấy lại khiến cho âm khí trong nhà như được nhân lên. Kể tới đây thì cả người của thầy tứ giật lên mấy cái, sau đó thì ông hắt ra một hơi, cả mắt đã trở lại bình thường. Ông nhìn ông Nhân và ông Chiến rồi miệng thều thào. Mọi chuyện đã rõ cả rồi chứ? Ông Nhân lúc bấy giờ sốc lắm. Và không một chút ngần ngại, ông chạy thẳng vào trong phòng nơi vợ của mình đang nằm ngủ. Khi đến nơi, ông nhận ra từ nãy đến giờ bà Hương đã nấp sau cánh cửa và nghe lại toàn bộ mọi chuyện. Hai vợ chồng đối diện nhau, bà Hương cầm mắt lúc bấy giờ đang ngấn lệ. Tất cả là tại tôi. Đáng lẽ đêm hôm ấy tôi nên chết đi. Mọi người đừng có nên cứu tôi làm cái gì. Giờ ông oán hận tôi lắm có phải không? Chính là tôi. Chính tôi gián tiếp gây lên cái chết cho anh em thằng hai. Ông Nhân vừa hận nhưng cũng vừa thấy đáng thương cho người vợ của mình. Lúc này thì thầy tứ cùng ông Chiến bước vào. Chuyện đã lỡ rồi, giờ trách móc cũng không còn phải là cách. Phần nữa linh hồn con gái của hai người đã được tôi đưa vào trong tấm di ảnh này, tạm thời không thể thoát được ra ngoài. Việc tiếp theo tôi nghĩ hai người nên mang con bé lên chùa để hồi hướng nó tu tập theo đạo Phật rồi chờ ngày siêu thoát. Chỉ tôi nghĩ sâu thẳm trong lòng của nó không muốn làm nguy hại đến mọi người đâu. Ông thầy tứ nói dứt câu thì bà Hương cũng đã quỳ xuống đất khóc giống cả lên từng hồi. Ông Nhân bước tới gần ôm vợ rồi cũng hòa theo cái tiếng khóc ấy. Nhìn cảnh tượng đau lòng trước mắt, ông Chiến chỉ còn biết thở dài. Nhưng ngày sau đó, ông cùng với thầy tứ đưa tấm di ảnh của con ba lên chùa, bắt xe khách vào trong Nam. Về phần của vợ chồng ông Nhân thì hai người chuyển sang ăn chay trường ngày đêm tụng kinh niệm Phật. Sau một thời gian điện được kéo về làng, ông Nhân vẫn bắt đầu thực hiện kế hoạch khởi nghiệp của mình. Đúng như những gì vợ chồng ông suy tính từ trước, công chuyện làm ăn thuận lợi lắm. Chỉ trong vòng có mấy năm ngắn ngủi, ông Nhân trở thành một trong những người giàu có nhất trong tỉnh.
Trên hết hai vợ chồng thường xuyên làm từ thiện, quyên góp cúng dường cho chùa chiền. Còn người thanh niên tên Phúc sau khi tốt nghiệp đại học quay trở về làng, xin vào chính trong doanh nghiệp lúa gạo của ông Nhân để làm việc. Cả ta sau đó được hai người nhận làm con nuôi. Và đặc biệt là Phúc không tính đến chuyện vợ con, cũng ăn chay trường rồi tu tại gia như bố mẹ nuôi của mình. Người ta thường xuyên thấy mỗi ngày rằm, Phúc lại mang hoa quả bánh trái ra nghĩa địa để thắp hương cho mộ phần của người yêu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.